lòng ân chư Phật chúc phần báo ân. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Cung thần Thế Tôn lại chứng minh đời năm trước con xin vào trước một chúng sanh quá Phật chưa thành con nguyện không chứng vô sanh niết bàn đại hùng đại lực đại từ bi giúp con dứt sạch sân si buồn phiền để sớm được lên miền thượng giác ngồi đạo tràng bát ngát mười phương hư không có thể tiêu tan nguyện con kiên cố không hề. Toàn thể đạo tràng cùng chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, quý sư cô, thưa cùng toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3 năm Tân Mão. Đây là cái ngày mà chúng ta tổ chức cái lễ tưởng niệm Tương Sinh Osawa. Và để không mất thời gian, không phế thời gian của quý vị tới đây, chúng tôi muốn giảng thêm một buổi chiều về bản kinh Lăng Nghiêm để cho những người có cái duyên theo dõi bản kinh từ trước đến giờ chúng ta được học liên tục. Thì từ trước đến giờ chúng ta đã học được nửa bản kinh Lăng Nghiêm rồi, còn lại nửa quyển. Thì nửa quyển sau này cũng tương đối là khô khan và cũng khá chuyên môn. Cho nên nếu chúng ta có cái duyên được nghe bản kinh này á, thì chúng tôi nhắc lại là người nào mà muốn nghe, muốn hiểu được bản kinh Lăng Nghiêm thì chúng ta nên cố gắng là dành thời gian nghe liên tục. Một là chúng ta liên tục nghe được những thời giảng ở tại đây, hoặc là chúng ta có đĩa thì chúng ta nên nghe liên tục, đừng có gián đoạn, thì chúng ta mới có khả năng hiểu hết được những cái điều Đức Phật đã dạy trong bản kinh này. Bởi vì bản kinh này khá là chuyên môn, dành cho những người mà có cái tâm huyết tu hành và những người đã có nhiều thời gian mà nghiên cứu về chiều sâu tâm linh, quyết tu để giác ngộ giải thoát ngay trong đời này. Thì chúng ta học Lăng Nghiêm chúng ta cảm thấy nó có một cái gì đó trang bị cho một cái kiến thức tốt cho chúng ta đi sâu vào công phu. Còn những người không chuyên môn thì học với cái Lăng Nghiêm cảm thấy khó khăn. Nhưng có điều là có một lần chúng ta nghe được cái chánh pháp của Đức Phật thì một lần gieo vào tâm thức chúng ta một cái điều tốt,
để nó tạo thành những cái chủng tử lành cho mình trong cái cuộc sinh tử sắp tới. Cho nên dù là chúng ta có hiểu hết ở trong bản kinh Lăng Nghiêm này hoặc là chúng ta chưa hiểu hết thì chúng ta cũng nên lắng lòng thanh tịnh, chúng ta nghe qua một lần. Một lần nghe kinh, nghe pháp, một lần gieo cái ý niệm thiện vào tâm thức của chúng ta để cái mảnh đất thiện tâm của chúng ta mỗi ngày mỗi được nảy nở lớn hơn, thì cái phước báo chúng ta theo đó mà sẽ lớn. Và khi mà cái phước báo chúng ta lớn thì trí huệ chúng ta sẽ từ từ khai thông, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu hơn về chân lý của Đức Phật. Thật ra nếu mà ai mà có lỡ nghe cái này mà không hiểu thì cũng kiên nhẫn, cho nên kiên nhẫn nghe cho nó hết. Bây giờ chúng tôi đọc tiếp một cái đoạn kế là chỉ cái diệu minh hợp với cái tạng tính, chữ phi và chữ tức cả hai đều ly. Chỉ trái với giác tính hợp theo trần tướng, Phú Lô Na, ông xem cái sắc, cái không lấn cướp lẫn nhau, nói Như Lai Tạng, thì Như Lai Tạng tùy theo ông làm sắc, làm không cùng khắp pháp giới. Thế nên trong ấy gió thì động, hư không thì lặng, mặt trời thì sáng, mây mù thì tối, chúng sinh mê lầm trái với giác tính hợp theo trần tướng nên phát ra trần lao, có các tướng thế gian. Ấy đoạn 2 trong cái quyển này là chỉ diệu minh hợp với Như Lai Tạng. Tôi do tính diệu minh không sinh không diệt hợp với Như Lai Tạng, mà Như Lai Tạng chỉ là tính diệu giác minh soi khắp cả pháp giới, nên trong ấy một làm vô lượng làm một, trong nhỏ hiện ra lớn, trong lớn hiện ra nhỏ, chẳng động đạo tràng hiện khắp thế giới mười phương, thân trùm cả mười phương hư không vô tận, trên đầu một sợi lông hiện thành cõi Phật, ngồi trong hạt bụi nhỏ chuyển bánh xe pháp, diệu trần tướng hợp với giác minh nên phát minh tính giác chân như nhiệm màu. Chúng ta nói hai đoạn này. Cái đoạn thứ nhất là sau khi mà Ngài Phú Lô Na thắc mắc với Đức Phật, những cái đoạn về trước chúng ta học đó, Ngài Phú Lô Na thắc mắc là khi Đức Phật thành Phật rồi thì có sanh trở lại làm mê hay không? Và những cái thắc mắc như là ở cái Như Lai tàng tâm thanh tịnh của mình, lý do tại sao sanh Sơn Hà Đại Địa, vân vân. Thì những cái thắc mắc đó được Đức Phật trả lời. Và bây giờ Đức Phật tiến thêm một bước nữa để chỉ cho chúng ta thấy là cái diệu minh hợp với tạng tính và cái phi và cái tức tất cả đều ly. Đó là trong cái phần kế tiếp chúng ta đang học. Thì cái đoạn này á, Đức Phật lại nói với Ngài Phú Lô Na là nói giữa cái sắc và cái không. Ông xem cái sắc và cái không lấn cướp vẫn nhau trong Như Lai Tạng. Nhưng Như Lai Tạng này tùy theo ông mà làm sắc, làm không cùng khắp pháp giới. Thế nên trong ấy gió thì động, hư không thì lặng, vân vân. Đầu tiên là Đức Phật ngắt ngang một cái đoạn dài phần trước đó, là Đức Phật chỉ lý luận về cái Như Lai tàng tâm thanh tịnh trùm khắp pháp giới đó, nó nguyên nhân nào sanh ra Sơn Hà Đại Địa. Và Đức Phật cũng giải thích cho Ngài Phú Lô Na biết là một người đã nhập trong Như Lai tàng tâm rồi thì không bị lầm mê trong sanh tử tiếp nối nữa. Thì đến đây Đức Phật lại nói một cái phần kế tiếp là nói về cái sắc và cái không, mà nó lại lấn diệt nhau trong Như Lai Tạng. Vì vậy ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi đây, tức là ngay cái chỗ mình ngồi, cái chỗ mình ngồi là gì? Là sắc. Thì cái khoảng mà vừa đủ cái chỗ để mình ngồi á, là nó sẽ lấn cái khoảng không ra, đúng không? Ví dụ như trong cái khoảng hư không, rỗng không như thế này là chưa có gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta đắp lên đây một cục đất to thì trong cục đất to này sẽ lấn hư không ra, sẽ hiện cái hình sắc ra. Thì chúng ta thấy là một phần hình sắc nào hiện ra thì cái phần hư không bị lấn lướt, đúng không? Đây là trên cái bình diện bình thường mà chúng ta thấy như vậy. Thì như vậy là Đức Phật nói là cái sắc và cái không nó cứ luôn lấn diện với nhau. Ví dụ như cái sắc, ví dụ như cái nhà ở đây nó có hình sắc như thế này, nhưng mà lỡ có một cái duyên gì đó cái nhà này nó hoại, tức là mất đi hình sắc này thì liền lộ cái khoảng không ra. Và trong khoảng không này nếu chúng ta dựng lập một hình sắc mới thì cái khoảng không này nó bị xem như là bị cướp đi, nó mới lộ ra một hình sắc mới. Thì vậy là cái sắc và cái không nó luôn luôn lấn diện nhau. Nếu chúng ta để một hình sắc vào
thì nó lấn diệt một cái hư không, và hoại một hình sắc đi thì hư không nó lại hiện ra y như cũ. Thì như vậy là Đức Phật nói là tất cả những cái đó đều xen lẫn, giao xen lẫn nhau trong hư không này. Nhưng mà tùy cái Như Lai Tạng, tùy theo ông mà làm sắc làm không. Tức là Đức Phật đã khẳng định trong cái hư không này và cái hình sắc này là ở trong Như Lai Tạng Tâm. Đến đây Đức Phật là khẳng định là cái khoảng hư không mà chúng ta đang thấy, cái khoảng rỗng này, cũng như tất cả hình sắc mà chúng ta thấy được, thì những cái này nó đều ở trong cái Như Lai Tạng Tâm của mình. Thì tùy theo mình mà hiện sắc, hiện không, đúng không? Bây giờ ví dụ như bây giờ ở đây là cái khoảng không, tự nhiên chúng ta để cái bàn lên đây thì nó liền thành có hình sắc. Nên là cái hình có hình sắc này nó làm lấn lướt cái khoảng hư không này, nó làm chúng ta quên đi chỗ này là hư không mà chúng ta chỉ thấy cái hình sắc hiện hữu thôi. Nhưng đến lúc nào đó cái bàn này nó bị diệt mất đi thì chúng ta liền quên cái chỗ này là có cái bàn mà chúng ta chỉ thấy cái hư không nó lộ ra. Vì là luôn 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 theo tâm tưởng của mình. Ví dụ như cái chậu bông này chúng ta để đây thì chúng ta thấy rõ ràng là hình sắc nó đang hiện như thế này. Nhưng mà nếu ai đó không thích chậu bông để chỗ này, chúng ta đem đi dẹp, thì rõ ràng là theo tâm của mình mà cái sắc này nó không còn hiện ở đây nữa, mà nó lại đổi thành cái khoảng hư không. Như vậy là trong cái đời sống của chúng ta, ngay cuộc sống hiện tại này, thì luôn luôn có sự giao xen giữa sắc và không, giữa có và không, giữa không và có. Thì là sắc nó cũng không thật là sắc, không nó cũng không thật là không. Sắc không nó luôn luôn dao động và nó luôn luôn giao xen với nhau, không tạm dừng, luôn luôn thay đổi tùy theo tâm thức của chúng ta. Nhưng mà ở đây á, nó có một cái gì gần gần với bản kinh Bát Nhã. Nếu mà chúng ta học bản kinh Bát Nhã mà chúng ta thấy là Đức Phật nói trong bản kinh Bát Nhã là gì? Cũng có nói về sắc không, đúng không? Phật nói sáng lời Phật, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Tức là sắc và không không khác nhau, mà sắc tức là không, không tức là sắc, vân vân, cái lối lý luận như vậy. Thì khi mà chúng ta còn ở bên đây cái bờ tâm thức, tức là chúng ta hiểu theo cái hiểu thông thường với cái mắt thường tình là có cái sắc ở đó thì khem như có, mà không còn cái sắc thì liền thành không. Và bắt đầu chúng ta đưa cái sắc đó thì sắc lại có tiếp, và nếu chúng ta dẹp cái sắc thì chỗ này thành không, có không có không trong đầu của mình như vậy. Nhưng mà Đức Phật nói cái từ sắc tức là không trong kinh Bát Nhã, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, tức là sắc không khác không, không cũng không sắc sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thì cái chỗ này chúng ta sẽ hiểu như thế nào? Bây giờ mình học theo cái kiểu thông thường, mình sẽ phân tích cái sắc này. Ví dụ như bây giờ nói theo cái kiểu khoa học, và nếu như tại đây chúng ta có một cái loại kính hiển vi được phóng là lên tới khoảng 2000 độ nữa, thì chúng ta rọi cái bàn này chúng ta thấy thấu là tới sao hết trơn. Cái tường này chúng ta rọi cái là chúng ta thấy thấu bên ngoài. Với mắt thông thường của mình thì mình thấy cái tường này nó chặt, nó đặc, nó cứng. Nhưng mà với cặp mắt của khoa học thấy cái tường này nó rỗng. Và cũng có một cái lần mà chúng tôi nói trong bản kinh Pháp Bảo Đàn á, thì chúng tôi có nói tới cái lần các nhà nghiên cứu khoa học lấy cái phân tử của một viên kim cương á, đưa vào cái máy siêu tốc để họ đo cái cường độ dao động của nó đến mức độ cực nhanh bằng 10 ly thừa 10 vận tốc của ánh sáng. Cho nên bây giờ khoa học đã đạt tới một cái đỉnh điểm là gì rồi? Họ đã thấy tất cả vật chất là chân không. Thật ra nếu mà chúng ta học Bát Nhã cũng như chúng ta học bản kinh Lăng Nghiêm này, mà chúng ta hiểu rằng cái sắc này nó là duyên hợp, là từng cái phân tử này nó hợp phân tử kia nó mới thành một hình sắc, và hình sắc nó tạm thời nó có đó rồi duyên tan nó rã, hoặc là chúng ta chờ đợi cái hình sắc này nó rã theo cái kiểu quán tu tập của mình như vậy từ trước đến giờ, thì cho rằng chúng ta là tu theo Bát Nhã. Ví dụ như là chúng ta quán cái thân này là cái thân tứ đại, là đất nước gió lửa hòa hợp, rồi tới hồi chúng ta thở ra, chúng ta hít vào không hít vào được là gió nó đi, rồi hơi ấm nó mất thì lửa nó tan, rồi thân chúng ta từ từ rã ra nước, nó chảy ra đất, thân chúng ta rã nữa trả về đất, tức là tứ đại trả về tứ đại. Thì lúc đó chúng ta mới hiểu ra rằng sắc là sao,
Sắc không phải là sắc, sắc không phải là sắc, đúng không? Sắc nó không có thật, sắc nó không thật. Thì nếu như chúng ta hiểu theo kiểu thông thường đó, theo cái kiểu mà bình thường đó thì không sai, chưa phải là sai. Nhưng mà nếu mà nói đúng á, thì thật sự chưa phải là đúng. Vì Phật Tổ đưa ra cho chúng ta vấn đề là sắc và không. Nếu như chúng ta thực sự lắng được một lần, lắng động một lần trong đời mình ở trong Như Lai Tàng Tâm, thì lần đó chúng ta liền thấy một điều là không có sắc, không có không. Chúng ta tin nổi không? Rất là khó tin với cái đầu óc thông thường. Tức là luôn luôn với mình có cái gì mà mình thấy có hình sắc thì nó liền có. Cái gì không phải là hình sắc thì nó là không. Thì bây giờ chúng ta nói cái phản không này và cái không hình sắc nó lại là không khác nhau nữa. Nhưng mà nãy mình muốn nói tới cái chuyện của khoa học là nó lồng bóng trong nhau thật sự á. Nếu mà bây giờ chúng ta nhìn kỹ trong một cái cây thôi. Sở dĩ mà cái cây nó đưa nước lên được tới ngọn á, với cả mắt thường mình thấy cái cây nó đặc chứ nó không có rỗng, đúng không? Nhưng mà từng tế bào một của nó có một cái khoảng rỗng, giữa cái bào này và tế bào kia nó có khoảng rỗng, nó kết với nhau, nhưng mà có một khoảng rỗng liên tục từ ở dưới lên tới trên ngọn cây. Do đó nước nó mới được hút từ ở dưới rễ lên tới đọt cây để nuôi thân cây được. Cái điều này là cái điều mà dễ hiểu với khoa học thôi. Nhưng mà khoa học bây giờ đã tiến bộ tới cái mức độ là họ đã thấy được vật chất là chân không rồi. Cho nên cái người học Phật của mình á, nhìn tất cả sự vật hiện tượng á, mà mình vẫn còn phân tích cái kiểu mà cái sắc này rồi từ nó là duyên hợp rồi từ từ nó hoại đi để nó biến thành không, thì chắc chắn là chúng ta đã đi sau khoa học rồi. Nhưng mà chính Đức Phật chúng ta ngày xưa đã nói thì sao? Sắc không có khác không. Vật chất là chân không thì Đức Phật đã nói rồi. Chân không mà diệu hữu Đức Phật cũng đã nói rồi. Cho nên đến thế kỷ 21 này, dù khoa học đã phát triển, đã nhìn thấy vật chất là chân không đi nữa, vẫn chưa vượt qua được cái nhìn, cái tuệ giác của Đức Phật đã nói từ ngàn xưa. Có nghĩa là Đạo Phật vẫn còn ở phía trước đó, đối với các nhà khoa học vẫn là một sự thách thức lớn. Chứ khoa học chưa đi cùng đường của Đạo Phật nổi. Và bây giờ chúng ta là người học Phật thì chúng ta phải hiểu giữa sắc và không như thế nào. Sắc bất dị không, tức là sắc không khác không. Không bất dị sắc là không không khác sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tức là sắc tức là không, không tức là sắc. Thì từ xưa tới bây giờ á, chúng ta quen rồi. Chúng ta quen cái nhìn có và không rồi. Thật ra bây giờ nói cái sắc này mà nó không có khác cái không là chúng ta nghe nó có một cái gì hơi khó chịu, đúng không? Và không này nó cũng không khác sắc, chúng ta nghe nó cũng khó chịu. Ở cái tầng tâm thức thôi, nếu mà nói cái này là không thì mình chấp nhận nổi không? Nói cái bàn này là không mình chấp nhận nổi không? Không chấp nhận được, không thể chấp nhận được. À, bây giờ cái nhìn của Phật Đạo có phải phá cái này hay không? Đây là vấn đề. Nếu nói sắc không phải không, mà mình hiểu là sắc và không nó không phải giống nhau, nó không khác nhau. Thì như vậy với cái tâm thức thông thường chúng ta không bao giờ chấp nhận được điều này. Và một người ngộ đạo thì thấy có phá vỡ cái bình thường này không? Đây là vấn đề nha, đây là vấn đề. Cho nên thấy nếu mà đạo lý khi mà chúng ta hiểu đúng chân lý rồi mà có một chút xíu nào nó phá vỡ được cái thế gian này thì phải xét lại cái thấy đó của mình. Thấy thì không khác thế gian, không phá vỡ cái gì của thế gian hết. Nhưng mà nó hoàn toàn không dính vào trong cái kiểu thế gian của mình. Ví dụ như bây giờ, một ví dụ rất là đơn giản mà chúng tôi đã từng nói là từ quý vị nhìn lên trên đây cho tới cái tường và tới tượng Phật và tới cái tường phía sau. Thì lúc mà quý vị nhìn á, là chúng ta luôn chờ đợi để thấy cái gì? Thấy cái gì đó trước mình đúng không? Còn cái khoảng không là quý vị gần như quên mất á, phải không? Nhưng mà nếu không có cái khoảng rỗng từ quý vị tới đây là quý vị không thể thấy được cái này. Mà chúng ta lắng tâm chút để chúng ta nhận ra một cái sự thật này nha. Chứ nhiều khi chúng ta ít có khi nào quan tâm đến cái việc đó lắm. Nhưng bao giờ mà mình mở mắt ra mình thấy một cái là tự mình có cái khoảng không mới tới cái sự vật á, là cái đầu chúng ta sẽ từ từ
thoát ra được hai bên. Còn bây giờ mình nhìn đó là chưa bao giờ mình có cái quan niệm là trước mình có hư không cả. Ví dụ như từ quý vị mà nhìn lên chúng tôi là quý vị chỉ thấy cái mặt chúng tôi, chứ cái khoảng mà từ quý vị tới cái mặt của tôi là quý vị chưa bao giờ có cái khái niệm là có cái khoảng hư không ở giữa này, đúng không? Luôn luôn là như vậy. Thì làm sao mà bây giờ chúng ta bắt đầu nhìn á, thì chúng ta thấy là phải thấy cả hai chứ đừng thấy một. Thấy hai có nghĩa là sao? Tức là từ quý vị nhìn tới cái chậu bông này thì chúng ta phải thấy từ mình cho tới chậu bông là một khoảng không cái nữa. Chúng ta phải có cái khái niệm đó trong đầu mình đi. Và cái này là một cái sự thật, mình có khái niệm hay không thì nó cũng đang là như vậy rồi. Cho nên cái chính của Đạo Phật là muốn chỉ cho chúng ta thấy được cái sự thật này, đúng không? Bây giờ chúng ta thử nhìn về phía trước cho tới cái bàn này đi. Thì rõ ràng là từ quý vị tới đây nó có một khoảng rỗng, đúng không? Thì mới tới cái bàn. Chúng ta cố gắng phải hiểu được điều này thì chúng ta sẽ hiểu được một cái điều ở trong kinh Bát Nhã là sắc không có khác không. Không có khác có nghĩa là sắc này nó tan hoại rồi nó thành không, đúng không? Không không có khác sắc có nghĩa là cái trong hư không này nó hình thành hình sắc. Chúng ta đừng có bao giờ hiểu hai đầu như vậy. Và từ xưa giờ chúng tôi nghe rất là nhiều người giảng Bát Nhã kiểu hai đầu này. Cho nên nó là lúng túng lùng tung ở trong sắc và không, chúng ta không ra được. Chưa bao giờ chúng ta ra được. Nhưng mà quý vị luôn ở ngoài sắc không. Bây giờ thử nè, từ cái khoảng chỗ mình đang ngồi cho tới cái bàn này là một khoảng không, đúng không? Và lộ ra cái bàn là có sắc. Vậy là quý vị đang nhìn thì liền thành sắc thành không trước cái nhìn của mình, đúng chưa? Ví dụ chúng ta nghe cũng vậy. Nếu quý vị đang nghe chúng tôi nói từng lời vậy, nhưng mà cái cố gắng nghe của mình là mình nghe cái lời phát ra thì mình nghe là đang có âm thanh, đúng không? Nhưng mà giữa hai âm thanh có một khoảng rỗng là chúng ta chưa bao giờ để ý. Chúng ta chưa bao giờ để ý điều này. Nên giữa cái tiếng thứ nhất và tiếng thứ hai là có một khoảng rỗng. Tiếng thứ hai và tiếng thứ ba nó có một khoảng rỗng rồi mới có lộ cái tiếng được. Nếu mà nó là một âm thanh liên tục thì chúng ta nghe chúng ta sẽ không hiểu cái gì. Do vậy bây giờ mà mình nói là sắc không khác không, thế vậy có thể ngầm hiểu ra được cái sắc không khác không chưa? Sắc và không không khác nhau. Sắc và không không khác nhau. Không không khác sắc và sắc không khác không. Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi lại để chúng ta có thể hiểu được cái lý Bát Nhã ở chỗ này. Nếu nói rằng sắc không khác không, có nghĩa là cái sắc này nó tan biến nó thành không, có phải không? Đúng không? Hoặc là chúng ta nói là không không khác sắc, thì bây giờ trong cái khoảng hư không nó hình thành một hình sắc để mắt chúng ta có thể cảm nhận được, có đúng không? Ở đây nó có một cái khác. Cái khác này nó vẫn giữ nguyên cái sắc và cái không ngay tại đây, nhưng mà chúng ta có một cái không khác sắc và không khác không. Sắc không khác không, không không khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thì chúng ta tạm thời chúng ta quên cái danh tự của không và sắc một chút đi. Cái khoảng mà từ quý vị tới cái bàn này là chú tỷ, quý vị đang thấy rất rõ cái khoảng trống của từ mình tới cái bàn này. Nhưng mà chúng ta tạm quên cái bàn này là hình sắc một cái đi, quên cái danh tự nó là hình sắc đi. Thì lúc đó quý vị đang có cái gì? Đang có một cái rõ gì đó trước mắt mình mà chưa có danh tự á, đúng không? Chưa có khởi niệm sắc và không. Cái khoảng mà chúng ta chưa khởi niệm sắc và không á, thì cái khoảng đó là cái gì? Khoảng đó chúng ta có biết không? Rất rõ ràng, không lầm. Chúng ta không có lầm. Thì như vậy là khi mà chúng ta tiếp xúc với căng trần, tiếp xúc với nhau mà cái lúc danh tự chưa hiện ra, chúng ta có biết không? Biết. Ví dụ như hồi trước giờ những cái mà mình thấy trước mắt mà không nói là sắc, không nói là sắc, không nói nó là hình sắc, mà cái người xưa gọi nó là cái gì á? Ví dụ như người xưa gọi nó là mưa đi, thì bây giờ chúng ta nhìn thấy mấy cái này chúng ta kêu nó là mưa chứ không kêu nó là hình sắc, đúng không? Vì là cái hình sắc và cái khoảng không được gọi là hư không là cũng là một cái loại danh tự được đặc định từ ngày xưa nữa. Thì nó vốn là một cái sự hiện hữu không danh tự,
chúng ta phải trả nó lại một cái chỗ hiện hữu không danh tự của nó trước đi. Và chúng ta bắt đầu thấy và nghe ngược dòng danh tự đó, thì chúng ta mới nhận ra được cái sự thật của sắc và không. Ngay cái chỗ mà chúng ta đang thấy trước danh tự đó, chỗ đó sắc và không khác nhau hay giống nhau? Khác hay giống? Cho nên ở đây chúng ta thấy là từ cái Như Lai Tạng đó, tùy thế ông mà hiện thành sắc, hiện thành không, cái câu nói ở trong đây của Đức Phật. Tùy theo mình mà nó thành sắc và thành không. Có nghĩa là nếu như mình trụ ở Như Lai Tạng Tâm, ở cái chỗ trước danh tự đó, thì nó thành sắc thành không không? Thành không? Có sắc có không không? Có không? Chúng ta khẳng định có không? Ví dụ như bây giờ lỡ có một người hai lỗ tai không có nghe được cái gì hết, ngồi đây chúng tôi nói chuyện, họ có biết gì không? Họ không nghe được cái âm thanh này, họ chỉ nghe cái tiếng, nghe một cái gì đó không phải là cái âm thanh thông thường của mình. Thì mình ngồi đây bây giờ mình thấy chúng tôi nói lại là mình thấy trước danh tự một lần, để mình trở lại cái chỗ chưa có danh tự, chỗ đó là chỗ riêng của mình. Bắt đầu có danh tự tức là cái sự đặc định của người khác rồi. Cho nên chúng tôi nãy ví dụ nó là cái hình sắc, thay vì cái này gọi là sắc, nhưng mà hồi xưa người ta nói là chung hay là trâu hay là bò gì đó, thì chúng ta liền nhìn cái hình sắc này là chúng ta liền nhớ tới cái chuông hay là nhớ tới trâu, nhớ tới bò. Thì cái nhớ lại cái danh tự đó tức là cái ý thức chúng ta đã môi ở trong ký ức ra một cái loại kiến thức mà chúng ta đã học được từ xưa tới giờ. Cho nên chúng ta có một khái niệm hư không là cái khoảng rỗng, hình sắc là cái gì mà mắt chúng ta có thể thấy được, chúng ta có thể chạm được. Chúng ta quên đi cái khái niệm hư không và hình sắc cái đi, thì chúng ta vẫn luôn là thấy nghe hiện tiền. Đúng không? Đây là cái chỗ mà rất thực, đòi hỏi chúng ta phải có một chút công phu chỗ này. Thì chúng ta sẽ thông cảm được cái chỗ trước danh tự, tức là cái chỗ đó chúng ta chưa có thành hình sắc và không nữa. Khi nào mà tâm chúng ta trở lại một cái khoảnh khắc, khi nào cuộc đời chúng ta có một cái lần trở lại cái khoảnh khắc mà vượt ngoài danh tự này, thì quý vị sẽ tự nhiên thấy cái chỗ mình đang sống một sự biến động lớn. Không phải nói chỗ mình đang sống mà cuộc đời của mình thực sự là có một biến động lớn. Phút giây đó chúng ta sẽ nhận ra một cái điều không khác nhau giữa sắc và không. Cho nên mới được gọi là sắc. Bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị, tức là thọ tưởng hành thức cũng đều là như vậy. Là trong cái phút chốc mà chúng ta an trú ở Như Lai Tràng Tâm, chúng ta nhận rõ được sắc và không. Cái rõ sắc và cái rõ không đó nó không khác nhau. Đúng không? Tức là cái thấy của quý vị đang thấy cái khoảng hư không trước mặt mình và hình sắc này nó khác nhau không? Không khác. Thì như vậy là sắc và không vẫn còn nguyên đó. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta nói là cái tự tánh không của tất cả các pháp, tức là các pháp này nó tánh là không, thì bây giờ là bây giờ nó đang là duyên hợp giả có, rồi một ngày nào đó cái duyên tan cái nó hoại thành không. Đúng không? Thì vậy là chúng ta chỉ ở trên sắc không mà dao động, chứ chúng ta không có vượt ngoài sắc không để chúng ta thấy sắc không một lần. Nhưng mà cái đang hay biết sắc không này là cái không có khác sắc và không có khác không. Tại vì sao? Tại vì cái khoảng hư không này cũng có cái biết ở đó, và cái khoảng hình sắc này cũng có cái biết ở đó. Đúng không? Sắc này có hoại đi nữa, cái biết này nó cũng đang ở đó. Và sắc này nó có hiện ra cái mới, cái biết này cũng đang ở đó. Do vậy mà có sắc hay là có không thì cái đang rõ biết vẫn là như vậy. Đức Phật muốn chỉ tới cái chỗ không khác sắc, không khác không là chỗ này. Ở sắc nó cũng có hiện, ở không nó cũng có hiện. Và chúng ta không bao giờ làm gì thay đổi được á. Chúng ta chưa có bao giờ có ai đủ cái công phu để có thể thay đổi được là cái thấy của mình với cái khoảng không này và khoảng khắc này á, nó có một cái mãi may sai biệt. Ai tìm ra một chút sai biệt giữa cái thấy của sắc và không của mình không? Tìm ra được không? Không được. Đây là một sự thật. Một sự thật không thể thay đổi được là cái nhìn đang biết được sắc và không là cái đó không khác nhau. Ở nơi sắc nó cũng vậy, ở nơi không nó cũng vậy. Nơi sắc nó cũng rõ sắc, nơi không nó cũng rõ không. Thì cái rõ mà vừa rõ được sắc vừa rõ nơi không á, thì cái đó là nó không khác sắc, nó cũng không khác không.
nó tức là sắc và nó cũng tức là không. Cái này nó mới nằm ngoài được sắc không. Và khi mà chúng ta hiểu được bát nhã, chúng ta phải hiểu tới chỗ này. Đức Phật muốn chỉ tới chỗ này. Cái này nó không khác sắc. Tại vì lìa sắc á, sắc nó lìa nó không mới được. Nó đang hiện hữu ở nơi sắc và nó cũng không lìa không nữa. Ở nơi sắc nó cũng như vậy, ở nơi không nó cũng như vậy. Nó không có khác nhau. Cho nên nó cũng không khác sắc mà nó cũng khác không. Nó tức là sắc và nó cũng tức là không. Đây là chỗ mà bản kinh Bát Nhã Đức Phật muốn nói. Thành ra một người mà muốn hiểu Bát Nhã thì phải có một lần muốn hiểu cái lý sắc không này. Một lần chúng ta phải bước ngoài sắc không để cho ta hiểu. Chứ chúng ta còn ở trong sắc không mà lý giải thì chúng ta sẽ bị lúng cuốn. Cho nên ở đây mỗi câu gợi ý rất là khéo Đức Phật là ở Như Lai Tạng đó tùy theo ông mà hiện làm sắc làm không. Một câu nói gợi ý rất là tuyệt vời. Cho nên đó, là sở dĩ có sắc và có không là do ai? Do mình. Do mình vọng động nó mới thành sắc thành không. Mình vọng động nó mới ra danh tự và có không ở trong cuộc đời này. Còn nếu mình không có vọng động thì cái gì nó nguyên là cái đó, không có thành cái gì với chính mình. Mặc dù nó là như vậy nhưng mà nó không có thành cái gì với chính mình cả. Nó không có cản trở bất kỳ một cái gì cho chính mình. Do đó mà tùy theo cái Như Lai Tạng tâm của mình và tùy theo mình hiện tướng, muốn hiện tướng sắc thì tướng sắc nó liền hiện, muốn hiện tướng không thì tiếng không nó liền hiện. Chứ không phải là cái sắc và cái không nó tự có, không phải nó là một cái cố định nó sẵn có rồi, mà tùy theo tâm chúng ta mà nó hiện ra. Cho nên ở đây Đức Phật bắt đầu nói tiếp là tùy tâm của chúng ta mà chúng ta nhận biết được, trong ấy có gió thì động, có hư không thì lặng, mặt trời thì sáng, mây thì mù tối, chúng sinh thì mê lầm, trái với tính giác, hợp theo trần tướng nên phát ra trần lao, có các tướng thể gian. Thế vậy là cái tướng hư không này đối với Đức Phật nó là lặng, và mây thì mù, còn mặt trời là sáng. Thì từ trước đến giờ chúng ta đã từng nói với nhau là cái hư không này nếu như không có mặt trời, hư không này nếu không có ánh đèn, không có trăng sao, thì hư không này sao? Tối, một phản mù, một phản mù. Cho nên về đêm á, về đêm tức là cái mặt trời nó đã khuất nửa vòng trái đất bên kia, thì chúng ta thấy rõ ràng là trời tối. Trời tối là hiện nguyên tướng của hư không, hiện nguyên tướng của hư không. Nếu mà hư không không có hình, không có mặt trời, không có mặt trăng, không có đèn thì hư không luôn luôn tối đen như vậy. Vì vậy ở đây Đức Phật nói là mặt trời thì sáng, mây thì chúng ta thấy mù mù nhưng mà vẫn không tối bằng hư không. Khi mà tắt hết đèn rồi, khi không có mặt trời, không có mặt trăng thì chúng ta không thể thấy được điều gì cả. Ở đây cái phần sau thì chúng ta thấy nó hơi đặc biệt hơn. Do đó Đức Phật dạy tiếp là tôi do tính diệu minh không sinh không diệt, hợp với Như Lai Tạng. Mà Như Lai Tạng thì chỉ là tính diệu giác minh soi khắp cả pháp giới, nên trong ấy một là vô lượng là một, trong nhỏ hiện ra lớn, trong lớn hiện ra nhỏ, chẳng động đạo tràng, hiện khắp thế giới mười phương, thân trùm cả mười phương hư không vô tận, trên đầu một sợi lông hiện thành cõi Phật. Đây là những cái lối lý luận mà cái đầu óc thông thường chúng ta không thể hiểu nổi. Ở đoạn trên Đức Phật nói là do chúng sanh mê lầm á, thì thấy có, thấy không, thấy động, thấy lặng, thấy sáng, thấy tối, vân vân, lao theo trần cảnh mà có các tướng thế gian. Ở đây Đức Phật nói ngược lại là Đức Phật ở cái diệu minh không sinh không diệt hợp với Như Lai Tạng, và chính ở trong cái Như Lai Tạng tính diệu giác minh đó là nó luôn luôn soi khắp cả pháp giới mười phương, nên trong ấy một là vô lượng, vô lượng là một. Chỗ này đem cái đầu á mà có thể hiểu thì chắc có lẽ là phải mấy kiếp nữa. Đây là chuyện mà nó vượt cái tầm của cái tâm thức của mình. Tại vì sao? Đức Phật khẳng định rằng Đức Phật đang trú ở Như Lai Tạng tâm. Cho nên đối với Đức Phật, cái mà Đức Phật đang an trú là cái trùm khắp mười phương pháp giới này. Do Đức Phật trùm khắp mười phương pháp giới này, Đức Phật nhận biết một cái điều là gì? Cái diệu giác chân minh của diệu giác minh soi khắp cái mười phương pháp giới này, cho nên trong ấy là một, tức là vô lượng. Vô lượng đó tức là một. Thì cái một là vô lượng có nghĩa là sao?
Ví dụ như hạt cát này chúng ta thấy nó là vô lượng hạt cát. Vô lượng hạt cát chúng ta thấy nó là hạt cát, đúng không? Thấy một là vô lượng mà, vô lượng tức là một. Nếu chúng ta hiểu như vậy á, thì hiểu kiểu tâm thức của thế gian. Chúng ta hiểu kiểu tâm thức của thế gian cho nên là chúng ta có thể hiểu thấy, nhìn thấy bông này tức là vô lượng bông tức là một bông. À, một hạt cát tức là cái núi tu di tức là hạt cát. Thế kiểu đánh đổi như vậy, tức là tâm chúng ta chưa trụ Như Lai tạng. Cho nên là sao? Nên còn có sự so sánh giữa một và cái vô lượng. Còn ở đây Đức Phật muốn nói ở cái chỗ trụ ở Như Lai tạng tâm, mà Đức Phật nói được cái một và cái vô lượng, hai cái này nó khác nhau. Bây giờ chúng ta nghe, vừa nghe cái một và cái vô lượng là chúng ta đã cảm giác khác rồi, đúng không? Đúng không? Chúng ta nghe cái chữ vô lượng tức là nó nhiều, cái một nó là có một cái thôi. Thì vậy là tự nơi mình vừa nghe cái số một và cái số vô lượng là tự mình đã có một cái khái niệm không đồng nhau rồi. Đúng vậy. Cho nên chúng ta không thể hiểu nổi cái bản kinh này mà cũng không hiểu nổi Đức Phật nói. Bây giờ chúng ta tạm thời quên cái khái niệm vô lượng có nghĩa là nhiều, đúng không? Quên cái khái niệm một có nghĩa là ít. Khi mà chúng ta nghe tới cái từ một và vô lượng thì chúng ta thấy cái này nó khác nhau không? Không khác, đúng không? Mình nói cho cái ví dụ đó thì hơi khó hiểu. Bây giờ nếu mà chúng ta nhìn, mắt chúng ta đang nhìn về phía trước ha, thì chúng ta thấy cái gì? Ví dụ như một người ngồi túi bên sau thì thấy tất cả những cái người phía trước này, thấy rất là nhiều người ở phía trước, thấy cái chậu bông này rất là nhiều cái bông, rồi thấy bao nhiêu cái lá, bao nhiêu cái bông nhỏ, bao nhiêu cái bông lớn, là một lượt chúng ta thấy hết không? Thấy một cái hết liền, đúng không? Chúng ta có thấy được cái ý một và vô lượng ở đây chưa? Cái thấy là mấy? Cái thấy là một, đúng không? Trong cái một nó có cái vô lượng. Cái vô lượng ở bên cái thấy mình thôi, nhưng mà bên tai. Và nếu như mà mình trụ giống như Đức Phật, tức là trụ ở tính diệu giác minh mà soi khắp pháp giới mười phương thì sao? Một lần đó là khắp pháp giới mười phương đều được rõ biết. Vô lượng pháp giới đều được rõ biết, chỉ có một khoảnh khắc nhỏ nhiệm nhất, đúng không? Thì cái đó là gì? Một tức là vô lượng đó. Cái đó một là vô lượng đó. Và cái vô lượng là một là gì? Tất cả những cái đó đều do một cái rõ soi mà thôi, không phải hai cái. Một lần khắp pháp giới được chúng ta rõ biết thì vậy tức là một, một tức là vô lượng. Và lúc đó cái vô lượng nó cũng tức là một. Chứ không phải là chúng ta nhìn thấy một hạt cát. Hạt cát nó gì nữa, mang tính hư không cho nên nó lớn, nó khắp gì đó. Rồi nếu mà chúng ta nghiền nó làm nhiều phần thì nó ra thành, từ hạt cát ra thành lân hư trần, rồi mao ngu đồ trần, thố mao đồ trần gì đó vân vân, rồi thành sát na, rồi thành hư không. Ví dụ vậy, thì chúng ta cái kiểu đó là phân tích cái loại sắc và không. Thì ở chỗ này Đức Phật nói với chúng ta một điều, cái câu gợi ý đầu tiên là Đức Phật đang ở trong cái Như Lai tạng tâm và chỉ trụ trong cái tính diệu má giác minh soi khắp pháp giới mười phương. Cho nên đó, là khắp pháp giới mười phương nếu muốn biết một lần, và thực sự Đức Phật biết một lần là khắp pháp giới này không có một chỗ sót. Vì vậy mà nói một, một tức là vô lượng. Và vô lượng cái pháp giới mười phương đều chỉ có một cái đó mà thôi. Cho nên vô lượng là một, vô lượng là một. Khắp pháp giới này chỉ là cái gì? Chỉ là cái tri thôi. Tức là cái toàn tri là cái gì đó của pháp giới. Và khắp pháp giới này chỉ là cái toàn tri đó, không có khác nhau. Nhưng mình nghe cái pháp giới có cái này, có cái kia, có cái nọ, sai biệt, cái mình bắt đầu mình rớt vào cái tầng dao động tâm thức kế tiếp để mình thấy là cái này nó không phải cái kia nó không phải cái nọ nó không phải cái kia, đó thì cái này nó khác cái kia nó khác cái khác nữa. Thì trong cái sự sai biệt này, vừa nói tới cái pháp giới, tức là cái đầu chúng ta liền có một cái khái niệm sai biệt cùng khắp.
Nhưng nếu trụ ở Như Lai Tàng Tâm thì chúng ta cũng vẫn rõ biết cái sự sai biệt cùng khắp này, nhưng mà chúng ta chỉ là một, chỉ có cái biết đó nó biết khắp. Cái đó biết nó biết khắp. Biết khắp không phải là chúng ta biết hình sắc đâu, mà bây giờ cái biết khắp chúng ta sẽ biết khắp tới cái gì nữa. Cái tai chúng ta đang biết âm thanh nữa, và tới cái mũi chúng ta biết mùi nữa, lưỡi chúng ta biết vị nữa, cái thân chúng ta biết xúc chạm, và cái ý chúng ta biết pháp trần. Thì vậy gọi là biết khắp của chúng ta lại là biết khắp lục căn, biết khắp lục trần, và biết khắp cả lục thức, biết khắp 18 giới. Cho nên chúng ta biết khắp pháp giới, và chỉ có một cái đó mà khắp pháp giới đều rõ biết. Và khắp pháp giới do một mà rõ biết, cho nên khắp pháp giới này nó chỉ là một cái rõ biết nó mà thôi, không sai biệt. Chúng ta có thể thông cảm với cái này không? Đây là cái điều khó, tại vì Đức Phật nói là Đức Phật đang trụ ở Như Lai Tràng Tâm, còn mình nó đang trụ ở cái thức tâm phân biệt để mình hiểu. Cho nên là đây là một cái điều hơi khó khăn cho chúng ta, hơi khó khăn cho chúng ta. Và cái điều thứ hai là nên trong ấy vô lượng á, là biến thành một, một biến thành vô lượng, trong cái nhỏ hiện ra lớn, trong cái lớn hiện ra nhỏ, trong cái nhỏ hiện thành lớn. Thì vậy là khi chúng ta ở trong cái Như Lai Tràng Tâm một lần, thì chúng ta sẽ thông cảm rằng á, là chúng ta đang thấy một cái bông có một tí siêu đây thôi, nhưng mà nó là sao? Nó là cả một cái núi tu di á. Chúng ta có thể tin nó không? Tức là từ nhỏ nó hiện thành lớn. Và từ lớn nó hiện thành nhỏ, cả cái núi tu di nó cũng giống như một hạt cát. Một hạt cát nó giống như một cái núi tu di. Thì có những vị thiền sư nói đập vỡ cái hạt cát để lấy, để lộ ra mười phương pháp giới. Bây giờ hạt cát đó sẽ được chúng ta đập vỡ. À, nếu chúng ta không đập vỡ hạt cát đó, thực sự là mười phương pháp giới thì có cái gì chúng ta không biết. Ở đây từ cái nhỏ hiện ra lớn, trong cái lớn hiện ra nhỏ, chẳng đặng đạo tràng mà hiện khắp pháp giới mười phương, thân trùm khắp cái mười phương hư không vô tận. Trên đầu một sở lông hiện thành một cõi Phật, ngồi trong hạt bụi nhỏ chuyển bánh xe đại pháp. Những cái câu nói này hết sức là hay. Nếu mà chúng ta có một chút thông cảm, chúng ta thấy đây là những cái lời mà diễn lời nói rất thật của cái người giác ngộ đã muốn nói trong cái cảnh giới riêng của chính mình. Thì trong nhỏ hiện ra lớn với chúng ta. Thì bây giờ mình ngồi tại đây, mà nếu chúng ta còn ở trong cái thức tâm phân biệt á, thì rõ ràng là một hạt cát so với cái bức tường phía trước mặt mình là nó lớn hay nó nhỏ? Hạt cát nhỏ. Và nếu như bây giờ chúng ta vẫn còn trong đầu cái hạt cát nó nhỏ hơn cái tường, tức là chúng ta đang ở vị trí nào? Là thức tâm so sánh phân biệt, đúng không? Lúc này so sánh phân biệt. Đến một lúc nào đó, chúng ta nhìn thấy hạt cát là hạt cát, bức tường là bức tường, mà chúng ta lìa được cái so sánh này, thì lúc đó hạt cát với bức tường nó lớn hay nó nhỏ? Hả? Nhưng mà hạt cát vẫn còn ở đó, bức tường vẫn còn ở đó, chúng ta không phá pháp thế gian. Thấy chưa? Không phá pháp thế gian mà trụ đạo tràng. Nó mới là cái chuyện lạ. Chứ còn phá pháp thế gian chúng ta ở đạo tràng thì chúng ta không có hay ho gì đâu. Cho nên chúng ta cũng thấy hạt cát như là hạt cát, bức tường như là bức tường ngay tại đây. Nhưng mà nó có khác nhau không? Thì hạt cát nó có biến thành bức tường được không? Bức tường biến thành hạt cát được không? Được. Được không? Được. Nếu mà có ở đây chúng ta có một cái thoáng rời tâm thức một chút đi. Chúng ta chỉ cần chúng ta có một cái thoáng rời cái so sánh á, chút xíu thôi quý vị, chỉ cần buông cái so sánh ra một chút đi. Thì quý vị sẽ nhìn cái hình sắc ở phía trước mình và cái bức tường to ở phía sau lưng chúng tôi. Quý vị nhìn làm sao mà cái chót của cái cọng bông này nè, cái chót của cái cành lá nhỏ xíu đó đó, nó nguyên là như vậy dùng một lần đi. Chúng ta phải nhìn cho nó nguyên là nó. Đừng có thêm, đừng có bớt, nó chỉ nguyên là nó một cái. Tức là nó là như vậy, chúng ta phải thấy như vậy hiện hữu của những cái chót lá nhỏ nhiệm đó đi. Và như vậy hiện hữu cái bức tường to phía kia.
Thì lúc này chúng ta như vậy mà rõ biết hạt cát, và cái như vậy đang rõ biết bức tường. Thì lúc này bức tường và cái nhỏ nhiệm trên đầu cọng cỏ này, cái này cái nào lớn hơn cái nào? Có lớn không? Chúng ta khó tưởng tượng, nếu mà chúng ta còn một xíu xíu so sánh ở chỗ này thì chúng ta không tưởng tượng ra. Tưởng tượng thì nó thành lớn thành nhỏ liền, còn tưởng tượng không được. Thật ra chỗ này là chúng ta rớt đi cái so sánh, tức là chúng ta phải rời được cái sự tưởng tượng nơi tâm của mình á, thì mình sẽ thông cảm được cái sự vật này nó hết sức bình đẳng với nhau. Mặc dù trên hiện tướng nó luôn hiện là như vậy đó, nhưng mà cái hiện là như vậy nó đang như hiện ra trên mắt, trước mắt bên tay của mình như vậy, nhưng mà nó không khác nhau. Khi nào mà chúng ta một lần nhận biết được hạt cát và cái núi không có cái nào lớn, không có nhà nhỏ, một lần với chính mình. Đây không phải là mình điên dại, đây không phải nói tới cái người mà không thần kinh, không biết gì. Như một người hết sức trí tuệ, có một cái lần có thể nhận ra được cái hạt cát này và cái nhà này nó không có khác nhau. Thì lúc đó chúng ta sẽ nhận ra được cái sự bình đẳng của pháp giới này. Còn không là chúng ta không bao giờ thông cảm được. Mà không thông cảm được tới cái cảnh giới này, thật sự là cái việc tu tập của chúng ta nó còn xa xăm lắm. Cho nên chỗ này chúng ta phải hết sức lắng tâm để chúng ta thông cảm một lần trong đời của mình. Nhớ làm sao mà một cái đầu cọng cỏ và một cái núi, hai cái này chúng ta nhìn thấy một lần trong đời mình dùm là nó không có khác nhau thôi. Chúng ta làm nổi không? Chuyện này dễ lắm, không có khó. Tại mình không chịu làm, mình không có trụ bên đây thì mình trụ bên kia, mình không có phân biệt so sánh của cái cọng cỏ và cái bông hoa này thì mình cũng so sánh cái nhà, cũng so sánh cái nhà thì chúng ta so sánh cái bình, cũng so sánh cái bình, chúng ta cũng so sánh cái khác. Tức là chúng ta từ chạy từ cái chỗ so sánh này qua cái chỗ so sánh kia, chứ chúng ta chưa chịu dừng lại cái so sánh. Và nếu một phen chúng ta dừng lại so sánh thì thực sự pháp giới này bình đẳng. Toàn pháp giới này là toàn cái chân như bình đẳng, không sai biệt. Cho nên nếu ngày nào đó mà chúng ta vẫn còn nhìn cái sai biệt thì biết rằng chúng ta nhìn bằng cái nhìn của tâm thức. Bằng cái nhìn của tâm thức, cái nhìn của chúng sanh. Còn Đức Phật hồi nãy, Đức Phật trụ trong Như Lai Tràng Tâm, cho nên là Đức Phật mới có thể nhận ra được cái nhỏ nó biến thành lớn, cái lớn nó thành nhỏ, cái nhỏ và lớn đối với Đức Phật là thực sự bình đẳng. Nhưng mà khẳng định lại, nhỏ vẫn là nhỏ, lớn vẫn là lớn nguyên ở đó. Nha. Cái nhỏ và cái lớn vẫn còn nguyên ở đó, nhưng mà nó bình đẳng. Ở đây chúng ta nói thêm chút nữa, này dễ hiểu đó nè. Ví dụ ở đây có người lớn tuổi, người trẻ tuổi, người học giỏi và người không có học chữ nào. Người thật sự dốt thì nhỏ lớn chưa biết cái gì hết đó. Phải không? Thế vậy là khi quý vị nghe tiếng bùm một cái là tất cả chúng ta đều nghe như nhau không? Nghe như nhau không khác à? Không khác nhau chút nào đó. Dù anh có thông minh tài trí cỡ nào, nghe cái bùm vậy là chúng ta nghe một lượt hết đó. Và không bao giờ ai nghe trước, ai nghe sau nữa. Và cũng không có cái nghe nào mà cản trở cái nghe nào trong cái vùng trời này. Đúng không? Cái đó là cái bình đẳng của tất cả chúng ta. Và nếu như chúng ta đang ở cái chỗ bình đẳng đó, là chúng ta đang ở một cái cảnh giới gọi là Như Lai Tạng Tâm, cái diệu giác minh chân tâm đang hiện hữu ngay tại đây. Nếu chúng ta đang ở chỗ bình đẳng này thì tất cả chúng ta đều bằng nhau ở chỗ đó. Nếu ở đây có Phật ngồi thì có một tiếng bùm đó, Đức Phật cũng nghe giống như mình, không khác. Nhưng mà Đức Phật đang ở trong Như Lai Tạng Tâm, tức là ở trong cái tuệ giác, ở trong cái tri kiến Phật của mình mà đang nghe, đang biết. Cho nên là mọi cái Đức Phật đang nghe ở vị trí này, Đức Phật không có xuống thấp như mình. Sau đó mình bắt đầu xuống so sánh, tức là chúng ta rớt bậc, rớt xuống bậc. Thì giờ tiếng bùm nó là cái tiếng là nghe ông thầy ông nói bằng miệng, hay là tiếng bùm nó là tiếng kêu ở bên ngoài, tiếng kêu bên trái hoặc tiếng kêu bên phải. Ví dụ vậy thì chúng ta bắt đầu rớt xuống cái tầng đó. Chứ ngay khi tiếng động ra thì tất cả chúng ta đều nhận biết như nhau một cách bình đẳng, không ai trước không ai sau. Và sở dĩ mà chúng ta nghe một lượt là gì đâu, tôi ngồi đây so với người tuốt ở phía sau thì hơi xa hơn là người ngồi gần đây, đúng không? Nhưng mà vừa có tiếng động là từ người trước cho tới người sau nghe không khác nhau về thời gian. Tức là khoảnh khắc đó chúng ta nghe một lượt và đều xác định đúng một hướng là tại đây. Đây là điều rất lạ.
phải không? Đây điều rất là lạ. Và nếu một âm thanh phía trước mình cũng nhận vậy, âm thanh bên hông cũng nhận rõ vậy, âm thanh ở sau quý vị cũng nhận rõ, tất cả âm thanh mà xảy ra cùng một lúc quý vị cũng nhận rõ đúng vị trí từng âm thanh một, như nhau cả, không ai khác nhau cái gì. Thì chỗ này chúng ta đã từng nói nhiều trong tất cả các đạo tràng về cái tính bình đẳng của chúng ta. Và cái tính thứ hai nữa là gì? Sở dĩ mà chúng ta nghe tất cả các phương hướng một cách rõ ràng, không lầm lẫn là gì? Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang ở đâu mà chúng ta nghe tùm lum vậy? Đang ngồi đây để nghe mấy âm thanh bên ngoài đúng không? Phải không? Ví dụ như quý vị ngồi đó, quý vị đang nghe tôi nói ở đây đúng không? Nếu mà quý vị ngồi đó mà quý vị đang nghe tôi nói ở đây á, thì đúng hay là sai? Cùng một lúc phía sau lưng quý vị có âm thanh nữa, quý vị cũng nghe âm thanh sao nữa. Cùng lúc bên đây có âm thanh chí chéo, bên đây cũng có âm thanh chí chéo, trên kia cũng có kìa. Phải không? Thì vậy là chúng ta nghe một lượt bao nhiêu âm thanh đó thì chúng ta ở đâu ạ? À, ở vòng vòng, chạy vòng vòng. Mình chạy kiểu nào bây giờ, chạy lại lần trước hay là ở chạy lần trước trước, hay là chạy lại phía bên phải trước, hay là chạy bên trái trước? Chúng ta chạy làm sao? Nhưng mà tôi nói là nghe một lượt chứ không phải nghe trước hay sau. Nếu nói nghe trước hay sau thì chúng ta chạy qua chạy lại đúng không? Còn cái lần này là bao nhiêu âm thanh hiện ra một lượt, chúng ta nghe một lượt mà. Thì chúng ta chạy hay là sao? Đây là vấn đề hết sức hệ trọng cho chúng ta. Nếu chúng ta nhận được điều này á, thì chúng ta mới đủ cái lòng tin mình trùm khắp, mình đang ở khắp nơi rồi. Cho nên cái gì hiện trong cái khắp là mình liền rõ biết. Hiện ở đâu mình nhận biết rõ liền vị trí của nó liền, chứ mình không cần phải chạy tới chạy lui, đúng không? Bây giờ cái chéo ở trên kia, cái thì mình nghe trên kia, bên trái mình nghe bên trái, bên phải mình nghe bên phải, nghe rất là lẹ, nghe không có khoảnh khắc thời gian, âm thanh vừa hiện ra đó chúng ta rõ biết liền. Thì mình nói mà chạy thì mình không có cái chạy cái vận tốc nào mà mau như vậy cả, không được. Mình không đủ sức để chạy tới để nghe âm thanh như vậy đâu. Nếu mà mình không phải là trùm khắp thì mình không nghe một lượt hết. Cho nên từ đoạn trước của Văn Kinh Lăng Nghiêm là chúng tôi đã nói quý vị là phải phá vỡ cái khái niệm mình đang ngồi đó để nghe âm thanh, mà mình phải thấy rõ ràng mình đang khắp biết. Cho nên tất cả mọi cái đều hiện trong cái biết khắp của mình, mà mình nhận biết một cách cùng khắp, không lầm lẫn này. Ở đây Đức Phật nói là cái tính giác diệu minh là sôi khắp cả pháp giới. Sở dĩ mà chúng ta không sôi khắp được á, là vì chúng ta còn bị kẹt trong cái thân căn ngũ uẩn này, tức là chúng ta chưa phá vỡ được thân căn ngũ uẩn một lần, cho nên mình không thể nghe khắp pháp giới mười phương. Chứ có một cái thoáng nào đó mà mình rời được cái thân căn này á, quý vị sẽ thấy hay biết rằng không phải là cả cái quả địa cầu này. Phút chốc đó quý vị thấy quả địa cầu treo lơ lửng có một tí xíu à, nhỏ xíu so với mình à. Còn bây giờ thì chưa đâu, bây giờ mình thấy quả đất mình rất là lớn so với mình đúng không, rất là to. Mà chúng ta chưa bao giờ chúng ta thoát ra được cái quả địa cầu này đâu. Nhưng có một cái lần mà chúng ta thoát ra khỏi cái thân này, tức là phá được cái khằn của thân tâm á, là mình đã thấy liền cái quả địa cầu này trước đó. Và chúng ta thấy hằng hà sa số hành tinh khác cũng nhỏ như vậy, mặc dù nó lớn, có nhiều hành tinh nó lớn gấp 10 lần, gấp 100 lần cái quả địa cầu chúng ta đang ở. Nhưng phút chốc đó tất cả những hành tinh đó đối với chúng ta nó cũng nhỏ xíu, nhỏ xíu à. Lần đó mình biết mình là khắp, mình sẽ khắp biết một lần khắp vũ trụ này, nếu chúng ta phá vỡ được cái thân của chúng ta. Vì vậy là cái chỗ nhỏ và chỗ lớn nó sẽ không phải là cái sự dao động so sánh lớn nhỏ như từ trước đến giờ chúng ta hiểu. Mà nếu mà cái nhỏ nó biến thành lớn, lớn thành cái nhỏ, là chính là cái rõ mà khắp biết này của mình. Ở đây Đức Phật dạy là mình chẳng động đạo tràng mà hiện được thế giới mười phương. Tức là chúng ta không hề dao động đúng không? Không hề có một sự nhúc nhích nào, máy động nào ở nơi tâm thức của mình. Chúng ta ở đây, chúng ta hiện pháp giới mười phương nổi không? Chẳng động đạo tràng, không đi đâu hết mà hiện khắp pháp giới. Và lúc đó thì Đức Phật nói thêm là cái thân của mình á, nó lại là trùm mười phương hư không vô tận. Đây mới là chuyện ghê nè. Hồi xưa giờ mình nghe cái gì trùm mười phương? Cái tâm, không? Cái tánh của mình nó mới trùm mười phương hư không vô tận.
Nhưng mà Đức Phật nói một chuyện ghê gớm là không động đạo tràng mà hiện được pháp giới mười phương rồi á, thì cái thân của chúng ta nó sẽ trùm pháp giới mười phương này một lần. Đây có phải là cái chuyện ăn to nó lớn? Nếu mà tu theo Đại Thừa thì chúng ta cái đầu chúng ta nó vượt khỏi cái khăn á, của căng trần á, một lần á, thì những chỗ này chúng ta hết sức thông cảm. Chúng ta đọc cảm thấy nó có một cái gì hứng khởi lạ thường lắm, thích thú vô cùng những cái đoạn này. Còn mà chúng ta chưa phá được cái khăn, chúng ta có một cái sự cảm nghe là một cái kiểu nói tưởng tượng như tưởng voi. Rõ ràng là cái thân này mà tùm khắp pháp giới mười phương rồi sao mà mình tưởng nổi không? Vậy mà cũng tưởng ra được mới là hay. Thật sự hoàn toàn là một cái sự thật, chứ Đức Phật không hề tưởng tượng. Nếu mà chúng ta trụ ở Như Lai Tràng Tâm rồi thì chúng ta mới thấy rõ ràng là, như hồi nãy mình nói là mình thấy quả đời cầu có một xíu xíu. Nhưng mà khi chúng ta chưa phá vỡ được cái riêng tư rồi thì quả đời cầu này vẫn lớn với mình. Cái nhà vẫn lớn với mình, cái núi vẫn lớn với mình. Cho nên hư không mười phương lớn với chính mình. Nhưng mà một lần chúng ta phá vỡ được thì hư không kia nó trở thành nhỏ đối với chính mình. Thân chúng ta trùm khắp pháp giới mười phương thật, chứ không phải là một cái sự tưởng tượng nữa. Khi nào mà hết tưởng á, thì chúng ta mới có một cái chút và tương ưng với cái cảnh giới mà thân trùm khắp pháp giới mười phương. Còn khi nào mà chúng ta còn ở trong cái tưởng á, thì chúng ta không bao giờ hiểu nổi đâu. Cho nên đừng có nói là Đức Phật tưởng tượng, Đức Phật hết tưởng rồi Đức Phật mới nói ra điều này. Vì nếu chúng ta còn có cái tưởng, ví dụ như chúng ta tưởng tượng là có mình ngồi đây và có cái hành tinh khác, nó khác cái hành tinh mình, nó có một khoảng hư không kia nó khác với mình, ở nước khác nó khác với nước mình, tức là chúng ta còn trong cái gì? Còn không cái khăn của tâm thức. Trời ơi, còn trong cái khăn của tâm thức là chúng ta luôn dao động, luôn luôn so sánh, luôn luôn có thấy lớn, luôn luôn có thấy nhỏ. Khi nào chúng ta phá vỡ được cái lớn và cái nhỏ một lần, chúng ta nhận ra được một cái sự bình đẳng của pháp giới này một lần, thì lúc đó mình thấy rõ ràng là cái thân mình nó trùm khắp pháp giới mười phương này thật, chứ không phải là một cái lối nói tưởng tượng. Cái lối nói vượt ngoài tưởng tượng thì mới đúng là cái lối nói này. Tức là chúng ta nói mà không còn có tâm thức, không còn có cái sự dao động của ý thức, phân biệt so sánh, thì Đức Phật mới dám nói điều này. Trên đầu một sợi lông hiện thành cõi Phật, ngồi trong hạt bụi nhỏ chuyển bánh xe đại pháp. Dễ sợ không? Trên đầu một cọng lông nhỏ nó hiện nguyên một cái cõi giới Phật thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu. Chúng ta tưởng tượng nổi không? Tưởng tượng chắc chắn là không nổi. Chúng ta không bao giờ chúng ta tưởng nổi. Tại vì sao? Tại vì cảnh giới thanh tịnh đó là mình chưa bao giờ mình biết tới là cái gì hết trơn. Mình nghe diễn tả thanh tịnh tức là bật dứt những cái vọng tình, bật dứt những cái vọng tưởng, bật dứt những âm thanh, bật dứt những hình sắc. Tức là tất cả mọi cái đều bật dứt hết nó mới hiện cái thanh tịnh ra. Đúng không? Chúng ta hiểu vậy là đúng thanh tịnh chưa? Chưa, hiểu vậy là không phải thanh tịnh. Cái hiểu đó là nó làm cho cái gì? Cái thanh tịnh biến thành ô uế rồi. Cái viên giác diệu tâm của chúng ta nó luôn luôn là thanh tịnh, nhưng mà chúng ta hiểu cái viên giác diệu tâm thì cái viên giác diệu tâm của mình biến thành gì? Biến thành cái cảnh giới của tâm thức. Mà cảnh giới tâm thức thì trở thành ô trọc chứ không thành thanh tịnh nữa. Ở đây cái cộng long mà chúng ta nhìn thấy mà nó hiện nguyên một cõi Phật trong đó là có phải tưởng tượng không? Không, tưởng tượng thì nó lại ô uế thêm nữa. Nhưng mà khi nào chúng ta hết tưởng tượng thật sự á, chúng ta một lần nhìn thấy cộng long là hiện mười phương pháp giới này, nhìn thấy cộng long là nó hiện cả đạo tràng thanh tịnh này, mà không phải đạo tràng thanh tịnh của chùa này mà đạo tràng thanh tịnh khắp pháp giới mười phương này, hiện mỗi cõi Phật thanh tịnh tuyệt vời, nhiệm màu vô cùng. Cho nên đó là tất cả những cái điều ở trong kinh mà Đức Phật nói, thực sự là chúng ta phải có một lần chạm tới. Chứ nếu không chúng ta cũng hiểu, giảng đoạn này ra cũng có nhiều người hiểu, mà hiểu thì hết thanh tịnh rồi. Thì chúng ta nên biết như vậy. Chúng ta hiểu là không còn thanh tịnh nữa. Muốn cho cái cõi Phật thanh tịnh trên đầu cộng long chúng ta thì chúng ta hết hiểu đi thì sẽ thanh tịnh. À, nhưng mà học pháp mà nói rồi đây thì chúng ta không có chịu hiểu, không có được hiểu, không có cho hiểu thì nó cũng kỳ. Nhưng mà thật sự là chúng ta học để hết hiểu chứ không phải học để chúng ta hiểu thêm. Nếu người nào mà chấp nhận chúng ta học mà không có còn hiểu được cái gì nữa là chúng ta sẽ hiểu được tại sao trên đầu cộng long hiện cảnh giới Phật thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu.
cảnh giới của chư Phật thì không gì có thể so sánh được. Và thêm cái gì nữa, không còn tâm so sánh nữa. Cho nên khi nào mà chúng ta dứt hết tất cả những sự so sánh nơi tâm mình thì chúng ta có một cái chút tương ưng và thông cảm với cảnh giới của chư Phật. Còn nếu chúng ta còn so sánh là không được. Và ở trong hạt bụi nhỏ chuyển bánh xe đại pháp, đối với Đức Phật á, cái thân của mình nhỏ hơn hạt bụi nữa. Và chính ở trong cái bản kinh về Pháp Liên Hoa, chúng ta có một lần chúng ta nói về một thời chuyển pháp của Đức Phật, đúng không? Ví dụ như Đức Phật ngồi, Đức Phật thuyết bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì cái đó có phải là chuyển bánh xe đại pháp chưa? Chưa đâu. Nhưng mà chúng tôi ngồi, chúng tôi giảng kinh như thế này có phải chuyển bánh xe đại pháp không? Không phải. Chưa phải. Không có bánh xe có chút xíu chứ không phải là đại pháp. Bánh xe có một xíu siêu pháp thôi. Nhưng mà nếu Đức Phật trụ Như Lai Tàng Tâm giống như thế này, Đức Phật đang trụ trong cái Như Lai Tàng Tâm đó, tức là trụ trong cái toàn tri của chính mình, trụ trong cái pháp giới tánh toàn chân của chính mình, thì chỉ cần trong một cái sát na nhỏ nhiệm thôi, nó nhanh hơn một ý tưởng của mình gấp 1 triệu lần, là Đức Phật đã chuyển bánh xe đại pháp rồi. Chúng ta tin nổi không? Ai đủ cái niềm tin cho chuyện này không? Tức là một ý niệm chúng ta xảy ra là chúng ta có thể tưởng tượng là một ý niệm mình xảy ra nó bằng 1/200 của giây. Nhưng mà cái nhanh gấp 10 lần cái này nữa là Đức Phật đã chuyển bánh xe đại pháp mất rồi. Chuyển bánh xe đại pháp đó không phải cho một cái đạo tràng, cho một cái chúng hội đạo tràng như chúng ta ở đây. Mà khi Đức Phật đã nhập trong pháp giới tánh toàn chân á, Đức Phật bắt đầu chuyển bánh xe pháp từ cái Như Lai Tàng Tâm của chính mình. Tức là chúng tôi dùng cái từ mà thế gian dễ hiểu á, là Đức Phật đang sử dụng cái ngôn ngữ gốc. Cái ngôn ngữ gốc, cái ngôn ngữ gốc đó không phải là loại ngôn ngữ so sánh của mình. Ví dụ như mình người Việt Nam thì nói người Việt Nam nghe người Campuchia nghe không được, người Campuchia nói người Campuchia nghe người Anh nghe không được. Ngôn ngữ này là loại ngôn ngữ so sánh thông qua tưởng ấm. Còn ngôn ngữ gốc là thông đồng các cõi nước cả 10 phương. Cho nên trong một sát na nhỏ nhiệm thôi, Đức Phật đã chuyển đại pháp luân rồi. Mà mình thì mình không hay biết gì hết. Ví dụ như ngày xưa Đức Phật lên tòa thuyết pháp trước chúng hội 1250 vị tỳ kheo và bao nhiêu ngàn Phật tử đó. Đức Phật nói này các tỳ kheo, hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi nghe điều này. Không? Là Đức Phật đã trải qua mấy triệu lần chuyển pháp đại pháp luân rồi. Tại vì sao? Tại trong kinh nói nè, trong một cái chớp mắt này của mình nè, là xảy ra 20 đại niệm. Mỗi một đại niệm là 16.789.000 lần sanh diệt. Như vậy là chúng ta chớp mắt một cái là có bao nhiêu? Có mấy tỷ lần sanh diệt xảy ra rồi. Nhưng mà Đức Phật ở trong pháp giới tánh toàn chân đó, cái sự vận hành của Đức Phật còn nhanh gấp 1 tỷ lũy thừa tỷ của cái chuyện đại niệm nữa. Cho nên đó là Đức Phật chỉ cần nói một câu này các tỳ kheo, hôm nay ta sẽ nói lý nhân duyên, thì Đức Phật đã khai thị hằng hà sa số đại chúng ở khắp 10 phương pháp giới rồi. Đây là một điều rất là lạ. Mà hồi trước chúng tôi nói là cái việc thuyết pháp của Đức Phật là tùy theo trình độ căn cơ mà thuyết pháp á, là chỗ này. Đức Phật ở trong cái ngôn ngữ gốc đó để Đức Phật nói pháp á. Thì vậy là trong một khoảng rất là nhanh, chúng ta tưởng tượng á, là cái tưởng mà nó hình thành thành một cái lời như chúng ta ở đây á, là nó đã thông qua tưởng ấm để nó thành ngôn âm rồi. Thì chúng ta nói được một lời, chúng ta tưởng tượng như là nguyên một cái biển mênh mông, một đại dương mênh mông, nó chỉ nổi lên có một cái hòn bọt. Cái hòn bọt này chính là hòn bọt của tưởng ấm của mình. Cho nên quý vị nghe một âm thanh
thì thông qua tới cái tưởng rồi. Quý vị thấy mình sắc thông qua cái tưởng rồi thì nó rất là chậm. Còn cái hành chúng ta nó nhanh gấp 1 tỷ lũy thừa tỷ của cái tưởng là lần, nhưng mà chúng ta không hề thấy sự vận hành của cái hành ấm nó nhanh lắm. Vận hành của thức ánh nó còn nhanh nữa, và cái sự vận hành của Như Lai Tàng Tâm nó còn nhanh gấp 1 tỷ lũy thừa tỷ nữa. Do đó trong một sát na rất nhỏ mà Đức Phật đã chuyển bánh xe pháp, bánh xe đại pháp gấp 10 phương pháp giới rồi. Như thế nào mới gọi là đại pháp? Tức là cái khả năng Đức Phật có thể giáo hóa cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật trong hằng hà sa số các cõi trong một sát na tâm nhỏ nhiệm mới gọi là chuyển bánh xe đại pháp. Một lần Đức Phật có thể khai thị hàng tỷ tỷ chúng sanh thành Phật ở khắp 10 phương pháp giới này. Mặc dù Đức Phật ngồi trước cái chúng đạo tràng là 1.250 vị tỳ kheo đó, Đức Phật vẫn nói một cái bài pháp nào ở trong kinh mà chúng ta đã từng đọc. Ví dụ như Đức Phật bữa đó là Đức Phật nói cái pháp lý nhân duyên, nhưng mà trong cái phút chốc mà Đức Phật nói là này các tỳ kheo, hôm nay ta nói các ngươi nghe điều này, thì trong cái hành, trong cái ngôn ngữ gốc, Đức Phật đã xuất ra một cái loại ngôn ngữ. Từ ngôn ngữ gốc đó nó đã đi khắp 10 phương cõi nước, nó đã đi khắp. Và tất cả những chúng sanh ở 10 phương cõi nước á, có một cái điều lạ lùng là cái phút chốc đó họ có một cái sự cảm nhận giống như họ đang ở được trước mặt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang khai thị cho họ nghe, đang nói giáo pháp cho họ nghe bằng ngôn ngữ của chính họ. Đây là điều kỳ diệu ở trong ngôn ngữ gốc. Thì trong cái phút giây này á, có cái sự biến hiện nhanh chóng này để thể hiện cái năng lực của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng như chư Phật mười phương. Thì cái phút giây mà nói bằng ngôn ngữ gốc này, có những cái cõi họ có thể nghe bằng cái sự chấn động. Ví dụ như tự động họ ngồi trong cái cõi nước, họ nghe sự chấn động lớn thì họ hiểu rằng đó là cái loại pháp gì. Chấn động nhỏ họ hiểu đó là loại pháp gì. Chấn động vừa vừa họ hiểu là loại pháp gì. Và lúc họ hiểu, họ nhận được cái giáo pháp đó thì họ tưởng tượng như là Đức Phật đang xuất hiện đối diện với từng chúng sanh một khai thị cho họ. Và họ tiếp nhận cái loại giáo lý đó bằng sự rung động đó tương ưng với cái cảnh giới tâm thức của họ và khai mở được tâm thức họ được tiến hóa. Có những cái cõi mà họ nghe bằng ánh sáng, thì vậy là tự động họ đang ở yên trong cõi nước của mình, có một loại ánh sáng vàng sạc sạc ra, có loại ánh sáng xanh sạc sạc ra, có ánh sáng màu hồng sạc sạc ra, thì họ hiểu rằng cái loại ánh sáng này là cái gì liền. Họ liền cảm nhận cái gì đang đến với mình, và họ hiểu được điều Đức Phật muốn khai thị họ là cái gì, và họ ngộ được đạo lý. Nhưng mà có một cái điều là họ luôn cảm giác rằng Đức Phật đang xuất hiện trước họ để nói điều này cho họ nghe. Đây là một điều kỳ diệu của Đức Phật thuyết pháp, gọi là chuyển bánh xe đại pháp. Nó ghê gớm. Dùng tới bánh xe đại pháp là không phải chuyện đơn giản nữa. Thì vậy là trong các cõi nước kia có hằng hà sa số các vị Bồ Tát á, chuẩn bị phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là chuẩn bị phát tâm thành Phật. Có những vị là những vị đại Bồ Tát chuẩn bị thành Phật rồi. Thì vậy là trong cái cõi quốc họ đang ở, cái sự tiếp nhận ngôn âm bằng ánh sáng, cho nên khi ánh sáng tới họ, có hằng hà sa số các vị Bồ Tát chuẩn bị phát tâm Bồ Đề thì họ liền phát tâm Bồ Đề liền. Những vị tu lâu họ chứng quả Bồ Tát rồi á, và chuẩn bị thành Phật thì họ liền khi đó họ được giác ngộ và thành Phật liền trong cõi quốc đó. Thì trong cõi quốc đó liền có một Đức Phật ra đời. Và vậy là trong cõi quốc đó hằng hà sa số cho vị Bồ Tát thì hằng hà sa số Đức Phật được ra đời, được ngộ đạo ngay cõi quốc đó. Rồi có những cái cõi được nhận biết bằng âm thanh. Ví dụ như hú một cái là nó thuộc âm thanh nào. Ví dụ như ù ù là nó thuộc âm thanh nào. Ví dụ vậy thì tất cả chúng sanh trong cõi đó nhận biết được âm thanh đó mà được khai mở trí huệ của mình để ngộ đạo nữa. Và vậy là mỗi một cõi quốc có một cái kiểu nhận định pháp khác nhau, bằng hình sắc, bằng âm thanh, bằng sự chấn động, bằng sự rung động, bằng cái sự mát dịu hoặc là nóng hoặc là lạnh vân vân. Tất cả những cái kiểu cảm nhận để nhận biết đó, thì mỗi một cái cõi có một cái sự cảm nhận để hiểu biết khác nhau. Thì lúc đó Đức Phật nói bằng ngôn ngữ gốc thì tất cả các cõi kia đều nghe được cái pháp của Đức Phật in tuồng như là cái ngôn ngữ của chính họ. Họ hiểu bằng chính ngôn ngữ của mình và nhận được pháp của Đức Phật, ngộ đạo thành Phật, chứng quả A-la-hán, chứng quả Bồ-Tát, chứng quả Bích-chi-phật, vân vân, đầy khắp cả 10 phương pháp giới rồi. Thì Đức Phật mới nói tiếp một cái câu thứ hai là lý nhân duyên gồm có là nhân duyên là cái gì? Là vô hình duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên thức, thức duyên thọ, thọ duyên ái duyên thủ, thủ duyên hữu gì đó, vân vân. Tức là nói 12 nhân duyên, không?
Đức Phật vừa đọc qua 12 duyên là Đức Phật đã một cái lần chuyển đại pháp luân nữa cho mười phương pháp giới rồi. Và có hàng hà sa số chúng sanh đã được ngộ đạo trong một khoảnh khắc đó rồi. Gọi mới gọi là chuyển bánh xe đại pháp. Mà Đức Phật ở đâu? Trụ trong cái thân như hạt bụi này, ở tại cõi ta bà của mình, không có rời. Nhưng mà động đạo tràng mười phương, động đạo tràng mười phương. Và Đức Phật mới tế nói tiếp, vô minh thuộc về cái gì? Thức nó là cái gì? Hành nó là cái gì? Danh sắc là cái gì? Lục nhập nó là cái gì? Thức là cái gì? Rồi ái là cái gì? Thủ là cái gì? Hữu là cái gì? Vân vân. Và Đức Phật đã một lần chuyển đại pháp luân nữa. Đó, như vậy là khi mà chúng ta nghe Đức Phật chuyển một cái bài pháp ở tại cõi quốc Ấn Độ về lý 12 nhân duyên theo chiều hoàng diệt, hoặc là chiều thuận để sanh á, chiều hoàng sanh hoặc hoàng diệt á, thì quý vị thấy rằng Đức Phật chỉ có thuyết pháp ở Ấn Độ nghe thôi. Rồi trong khi đó là có một số vị tỳ kheo ngộ đạo, rồi có một số vị Phật tử ngộ đạo, rồi có một số phát tâm vô thượng bồ đề, có một số chứng quả A-la-hán, số chứng quả Bích Chi Phật gì đó. Chỉ có nhiêu đó thôi, không phải. Không phải Đức Phật thuyết pháp như vậy đâu. Gọi là chuyển bánh xe đại pháp thì không phải chuyển như vậy. Khủng khiếp như hồi nãy giờ chúng ta nói. Đó, cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm, ở trong kinh mà Hoa Nghiêm, Đức Phật nói là trong một cái cộng long của Đức Phật phóng một luồng hào quang chiếu khắp cả mười phương pháp giới. Và mỗi một pháp giới đó sẽ hiện ra một vị Bồ Tát tu hành thành Phật. Rồi á, trong một cái thét na, các vị đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ thành Phật của mình trong cõi quốc đó rồi, thì thị hiện nhập Niết Bàn, lưu bố xá lợi để cúng dường vân vân. Nhưng mà chỉ có động có một cộng long. Động có một cộng long. Thật ra mình thấy là cái phước của Đức Phật, cái phước báo của Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật thì mình có thể nói là mình làm cái chuyện Phật sự mà một tỷ lý thừa tỷ 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 kiếp nữa đó thì chưa có bằng đầu cộng long của Đức Phật là Phật sự nữa. Cho nên nói cái phước chúng ta có một chút xíu à, xíu xíu à. Chúng ta đừng bao giờ tưởng tượng là mình phước báo lớn. Ai trong đời này mà nghĩ mình có phước báo lớn là coi chừng lầm rồi. Không có được cái gì cả. Đối với chúng ta là chưa có là cái rỉ sét nào ở đâu. Chưa có. Thì ra chúng ta thấy là cái chuyện mà chuyển đại pháp của Đức Phật nó ghê gớm đến mức độ đó. Thì mới gọi là chuyển đại pháp. Chứ còn nhiều người giảng kinh Đại Thừa thì nói hôm nay tôi chuyển đại pháp luân rồi đó. Là cái gì đó. Đại Phật tuyên ngôn rồi tùm lum tà la, tôi nghe tôi nổi óc thiệt. Không có đâu, không có chuyện đại pháp là như vậy đâu. Không có. Mình chưa bao giờ làm cho một chúng sanh thành Phật thì chưa thành đại pháp nổi. Đối với mình là hằng hà sa số chúng sanh thành Phật á, thì mới hy vọng là có một chút chút mùi của đại pháp. Chứ chưa thành đại pháp nữa. Còn Đức Phật trong từng sát na một là khắp pháp giới mười phương đều có đệ tử Đức Phật thành Phật. Như ghê gớm như vậy. Trong mỗi sát na thôi là khắp pháp giới mười phương đã có đệ tử Phật thành Phật. Và có hằng hà sa số chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề, hằng hà sa số các vị chứng quả Bích Chi Phật, hằng hà sa số các vị chứng quả A La Hán, thì chừng đó mới gọi là chuyển đại pháp luân. Mà lúc đó Đức Phật chỉ là cái người trụ ở nơi thân của cõi ta bà này, trụ ở con hạt bụi nhỏ xíu này, mà đang động pháp giới mười phương như vậy mới gọi là chuyển đại pháp luân. Cho nên chúng ta hiểu cái từ đại pháp luân không phải là chuyện đơn giản như từ trước đến giờ chúng ta hiểu nữa, mà hiểu cái từ đại pháp luân phải tới cái tầm này. Mà chuyện đó chỉ có Đức Phật làm nổi thôi, mình là không nổi. Cho nên ai trong đời này mà nói tôi đang chuyển đại pháp luân là xin lỗi, phải coi lại đất chuẩn bị nứt, chuẩn bị nứt để rớt dưới kia, không có kịp cứu đâu. Không ai có đủ sức gọi là chuyển đại pháp luân cả, chỉ trừ Phật. Trừ Phật mới có cái sức này. Thật ra chúng ta nói là năng lực và trí tuệ cũng như phước báo của Đức Phật thì rõ ràng là trong tam giới này không có ai mà có thể sánh được chút nào hết đó. Ở trong kinh Phật Tạng, Đức Phật nói là khi ta nhập Niết Bàn á, ta để lại cái thế gian này 500 bạch hào. Mà mỗi một bạch hào của Đức Phật để lại á, cái giá trị bằng 10 cái tam thiên đại thiên thế giới này. Bây giờ thấy cũng khiếp không? Ví dụ như trong cái cõi mình đó nha, cái cõi ta bà, cái quả địa cầu của chúng ta có bao nhiêu vàng, bạc, sa cừ, mỡ não, san hô, hổ phách gì đó, là mới có một cái gì? Một cái quả địa cầu nhỏ xíu xiu. Nhưng mà tam giới là hằng hà sa số cái quả địa cầu như vậy. Rồi từ cái cõi dục mình cho tới cái cõi sắc, hằng hà sa số cái các mà vị ở cõi trời, những cái gì mà quý báu nhất á, của cõi trời á, tức là một cái vật dụng xài mà bình thường ở cõi trời bị rớt xuống dưới trần gian mình, nó quý còn hơn là 1 triệu triệu hạt kim cương của mình nữa.
Mà vậy là khắp cái cõi trời có bao nhiêu cái vật quý như vậy á, cõi trời cõi sắc á, lên trên cõi trời cõi sắc là tới cõi trời vô sắc, thì cái vật quý báu nó hàng triệu triệu lần nữa. Như vậy á, mà chưa sánh bằng một bạch hào của Đức Phật để lại. Đức Phật nói là sau khi ta nhập Niết Bàn, ta để lại 500 bạch hào như thế, để cho tất cả những người tu đệ tử của ta, những người tu theo pháp của ta sẽ được nhận, thọ nhận cái bạch hào này. Cho nên những người mà xuất gia được tu theo pháp của Phật đó là yên tâm, không bao giờ bị thiếu thốn. Tại vì Đức Phật đã để lại một cái số mà kho tàng vĩ đại, cả pháp giới mười phương này cũng không thể so sánh được. Chúng ta từ mấy ngàn năm nay tăng ni đã tu theo Đức Phật, cũng như những người đã sống theo đạo Phật á, hưởng chưa được 1/10 cái bạch hào của Đức Phật để lại nữa. Mấy ngàn năm rồi chưa hết được 1/10 nữa. Thì mà Đức Phật để lại tới 500 bạch hào nữa. Thì vậy là những cái phước báo nó lớn đến cái mức độ mà chúng ta không thể tưởng tượng bằng cái đầu của mình nữa. Đừng nghe là Đức Phật là một bậc lưỡng túc tôn, của mình nghĩ là phước đức trí huệ tròn đầy là phước cái kiểu của mình đó, muốn cái gì có đó, muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, không phải phước, chúng ta chưa phải là phước lớn. Nên gọi là Đức Phật mà bậc lưỡng túc tôn, để cái phước Đức Phật ngoài cái đầu của mình đó, phải gom lại tới 8 tỷ cái đầu mà nhân tới 8 lũy thừa tỷ nữa đó, thì chúng ta mới hiểu được một xíu xiu về cái công đức phước đức của Đức Phật. Thì ở chỗ này Đức Phật muốn nói tới cái chỗ mà chỉ có một hạt nhỏ thôi mà chuyển đại pháp luân á, chuyển bánh xe đại pháp thì rất là lớn, chứ không phải là chúng ta hiểu kiểu thông thường là Đức Phật lên tòa thuyết pháp tứ đế, thuyết pháp thập nhị nhân duyên này nọ kia là chuyển đại pháp luân, xin thưa không phải. Chúng ta hiểu vậy cũng phải, có thể chúng ta bị hiểu lầm, chúng ta có thể bị hiểu lầm cái ý của Đức Phật. Diệt trần tướng để hợp với giác tính, nên phát minh tính giác chân như nhiệm màu sáng suốt. Một cái câu mà nếu chúng ta không khéo chúng ta cũng tiếp tục bị hiểu lầm. Đức Phật nói đây là diệt trần tướng để hợp với giác tính và phát minh tính giác chân như nhiệm màu sáng suốt. Thì vậy là chúng ta nhìn cái hình sắc này, chúng ta cố làm sao để cho nó mất đi, gọi là diệt trần tướng, đúng không? Bây giờ chúng ta nhìn trong tâm của chúng ta nó hiện lên một vài ý niệm buồn, thương, giận, ghét, nhớ, nhung, uất hận gì đó, cái chúng ta diệt hết những ý niệm đó thì sẽ hợp với tính giác. Đây là cái kiểu công phu tu bình thường của chúng ta là như vậy. Nếu chúng ta hiểu như vậy thì thật sự là khó khăn cho mình. Bây giờ với chúng ta mở mắt một cái là thấy bao nhiêu trần tướng, hàng hà sa số trần tướng, đúng không? Tất cả những cái chúng ta thấy gọi là trần tướng, cái tướng của trần. Bây giờ chúng ta làm sao mà cái tướng này nó thành không? Thành không nữa không? Gọi là diệt trần tướng, tức là làm sao tất cả cái tướng trước mặt chúng ta liền biến thành không thì mới hợp với chân như được, mới hợp với giác tính được. Đây là cái chỗ mà thách thức chúng ta, thách thức những người mà tu tập theo đạo Phật. Chúng ta phải có một cái lần phải cảm nhận được là cái trần tướng này tự động biến mất với chính mình. Chứ còn nếu mà mình gọi là mình diệt trần tướng bằng cách là mình phá hủy tất cả những cái gì đang có để mình trở thành cái không mới hợp với cái giác tính đó, thì thực sự là chúng ta không thể làm được. Và nếu tu như vậy là cái đời này chúng ta không tu ra cái gì luôn, tu hết đời vẫn không thể diệt được. Tại vì tất cả những cái tướng thế gian còn hoài. Giống như một người mà chúng ta đi ra biển, chúng ta ra biển chúng ta thấy sóng nhiều quá, sóng gió ba đào luôn luôn nổi lên, thì chúng ta nói là muốn có cái mặt biển tĩnh lặng, cho nên là có bao nhiêu sóng chúng ta hất bỏ hết, sóng nổi lên bao nhiêu chúng ta hất bỏ hết bao nhiêu, để cho mặt biển được phẳng lặng, đúng không? Chúng ta làm nổi không? Vậy mà có nhiều người làm kiểu đó. Có rất là nhiều người tu kiểu này. Mà nói mình đang đi trên con đường giác ngộ thì thật quan uổng như Đức Phật. Đức Phật không có chỉ làm như vậy, nhưng mà mình vẫn hiểu cái kiểu đó để mình làm thì thật là uổng, và còn dạy cho hàng hà sa số người khác làm nữa. Ví dụ như mà người đó có đủ cái sức để có thể hớt hết mà cái sóng ở trên mặt biển á, thì cái biển trở thành gì? Cũng khô kiệt rồi. Cũng không ai có thể sống và cũng không thành được cái gì cả.
Nhưng mà cái điều mà có thể làm cho nó hết sống thì chắc chắn là không thể được trong trần gian này rồi. Không ai có thể làm được điều này. Thành ra chúng ta dự công mà cái kiểu mà diệt trần tướng theo kiểu dứt trừ vọng niệm, hơn thua từng ý niệm nhỏ trong đầu của mình đó, thì cả đời này mình cũng là cái người mà gạt gạt cái mặt nước cho nó tạm lắng một chút ở cái khoảnh nhỏ xíu của đại dương mà thôi. Cho nên chúng ta thấy là cái dứt trừ vọng niệm của mình á, từ trước đến giờ là thực sự chúng ta chưa phá vỡ được nổi một cái chút xíu của tưởng ấm nữa. Chứ động gì tới thành ấm, chưa đâu, không đủ sức. Đó, những cái mà chúng ta thấy, những cái chúng ta nghe ở nơi mình, nơi tâm mình khi mình ngồi lại á. Thì ví dụ như chúng ta ngồi, chúng ta nhắm mắt một cái là chúng ta hiện ra cái gì? Hiện ra cái hình bóng của một người nào đó, nó đẹp hay là nó xấu, người dễ thương hay dễ ghét. Hình ra một cảnh giới nào đó mình thấy mình dễ mến hay mình thấy mình không ưa. Hoặc là chúng ta nghe lại cái tiếng nói người này hay hay tiếng nói kia hay, tiếng nói này nghe dễ ghét, dễ thương vân vân. Nhắm mắt lại chúng ta nghe bao nhiêu đó và thấy bao nhiêu đó. Gọi là cái âm thanh và hình sắc hiện ra nơi não bộ của chúng ta, đó mới chỉ là cái màn ngoài của tưởng ấm mà thôi. Giống như nguyên một cái đại dương mênh mông chỉ có một cái lớp mỏng mỏng màng màng ở trên mặt biển. Chúng ta chưa đủ sức để phá được cái lớp mỏng này nữa mà nói gì tới cái chuyện mà xuống tới nước. Thành ra nếu mà tu cái kiểu phá trần tướng này là phải gợt hết cái lớp màng biển này, chạy đầu này gợt miếng, chạy đầu kia gợt miếng, chạy đầu nọ gợt miếng, không biết bao nhiêu tỷ kiếp nữa mình có thể gợt hết cái lớp màng đóng trên mặt nước. Thì làm sao mà có thể nói được cái chuyện mà hợp với cái tánh giác chân như được. Đó, cho nên là khi mà chúng ta nhận lầm một sự việc rồi thì muôn đời chúng ta lầm. Thế nhiều người nói tánh thể của nước là cái gì? Là yên lặng, đúng không? Tánh thể của tâm là yên lặng. Dao động là tâm, mà yên lặng là tánh. Chúng ta hiểu như vậy sẽ khiến cho nhiều người bị lầm. Và muôn đời chúng ta không làm ra cái gì hết. Thật ra khi mọi người mà hiểu cái tánh của nước khác đi cái yên lặng á, thì họ sẽ sống rất là bình yên. Và họ có thể dùng xài được nước, đúng không? Chỗ này trước mình nói rồi. Bây giờ nước gì á, nó cũng là ướt hết rồi. Nước sôi chúng ta đụng tay vô ướt không? Ướt. Nước lạnh đụng tay vô ướt không? Ướt. Nước đụng cũng ướt. Nước trong cũng ướt. Nước chua cũng ướt. Nước mặn cũng ướt. Nước mồ hôi, nước mắt, nước gì mà nếu mà chúng ta đụng tới là ướt. Thì ướt đó mới chính là cái thật tánh của nước. Nói tới nước là chúng ta phải nói tới ướt. Nói là tánh thể thật sự của nước. Thì giờ là bây giờ sóng gió ba đào ướt không? Ướt. Và nếu nó có thật sự bình lặng thì nó cũng ướt. Nước nhiều nó cũng ướt và nước ít nó cũng ướt. Từng giọt nước mắt chúng ta rớt ra ướt không? Ướt. Và cả biển mênh mông nó cũng là ướt. Thì vậy là cái ướt của cái giọt nước mắt mình với cái ướt của nước biển mênh mông kia khác nhau không? Không khác. Nếu chúng ta thấy được cái này là chúng ta phá được trần tướng, mới hợp với cái tánh giác. Còn nếu chúng ta không thấy được điều này là chúng ta không thể phá được trần tướng. Phá không có nghĩa là chúng ta đập, chúng ta bỏ, chúng ta loại trừ. Mà phá là một cái thấy nhìn không còn vướng ở trong đó nữa. Nếu chúng ta thấy được cái tánh thể chân thật của mình là cái gì? Là cái biết. Thì bây giờ cả trần gian này còn cái gì dính với mình không? Hết liền, tại chỗ đó. Nhưng mà chúng ta thấy có cái thân này là thật này, có cái cảnh giới này là thật, có hình sắc là thật. Thì chúng ta thấy được cái gì? Thấy có chút xíu những cái mà trước mắt mình thôi. Cái thấy nó bắt đầu thu chột nhỏ nhiệm lại do cái sự phân biệt có một xíu xíu của tâm thức mình. Tâm thức mình phân biệt tới đâu thì sao? Mình biết tới đó, đúng không? Khi nào mà cái tâm thức hết phân biệt á, thì chúng ta sẽ biết khắp mười phương. Đây là một điều rất lạ. Còn nếu chúng ta còn muốn phân biệt và còn làm theo cái kiểu phân biệt đó, còn theo cái kiểu so sánh phân biệt đó thì chúng ta tự khu biệt mình trong cái nhỏ nhiệm phân biệt của ý thức thôi. Chúng ta phân biệt một lần có bao nhiêu? Có một niệm, đúng không? Một lần chúng ta phân biệt một niệm thì một niệm nó chỉ biết được cái gì? Chỉ có biết được cái xíu xíu à. Biết được cái rất là nhỏ nhiệm. Vậy mà chúng ta cũng liên tục phân biệt để chúng ta liên tục biết từng cái nhỏ đó. Và người nào mà phân biệt giỏi thì cho rằng người đó là tri thức. Không? Nhớ bậc thức giả ở trong đời này. Nhưng mà nhìn lại coi họ biết được cái gì.
Mỗi lần họ biết được cái gì? Biết được cái chưa ra khỏi cái vùng trời tâm thức của chính mình. Chưa ai biết được ra ngoài cái vùng trời tâm thức cả. Thì vậy là cái biết của chúng ta là chỉ có một niệm thôi. Chưa ra khỏi vùng trời của ý niệm để mà biết, thì cái biết mình không có lớn. Mà nhiều người cũng là xưng hùng, xưng bá, xưng thầy, xưng chú. Tưởng là mình biết dữ lắm, biết ghê gớm. Không biết được cái gì hết trơn á. Nếu chúng ta còn biết cái kiểu phân biệt thì mỗi một lần chúng ta phân biệt là mỗi một ý niệm. Mà mỗi một ý niệm là cái gì? Có một chút siêu à. Mỗi ý niệm nó chỉ là một cái thoáng, chớp nhoáng xảy ra đó. Mà chúng ta chỉ biết như đó thôi chứ biết cái gì hơn. Nếu còn trong phân biệt thì chúng ta có thể biết hơn cái này không? Không hơn được. Cho nên nếu mà chúng ta biết được cái tánh nước là ước, cũng như biết được cái tánh thật của mình là gì, là cái tri rồi đó. Nếu như chúng ta trụ ở cái tri thì tất cả những cái biết khác tự động tan biến, gọi là phá trần tướng. Muốn phá trần tướng chúng ta phá cái kiểu đó đó, phải không? Bây giờ biển sóng ba đào, bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà còn sóng ba đào tức là còn động, phải không? Mà còn động vậy thì tâm mình không thể tĩnh lặng được, thì mình làm sao ngộ được cái tánh đó, làm sao nhận được cái tánh đó. Cái hiểu thông thường của thế gian là vậy. Bây giờ cái hiểu thông thường của một người tu là gì? Cái tâm chúng ta luôn luôn bị dao động, phân biệt, buồn thương, giận ghét cả đời của mình từ trước đến giờ như vậy. Thì nếu mà chúng ta còn buồn thương, giận ghét thì làm sao chúng ta nhận được tánh? Đúng không? Chúng ta luôn luôn nghĩ trong cái khu biệt nhỏ nhiệm này mà mình không dám phá ra. Bây giờ có một người nào nói chỉ cần một tháng thôi chúng ta có thể ra ngoài pháp giới này, chúng ta tin không nổi rồi. Một thoáng thôi quý vị có thể ngồi đạo tràng để chuyển phách ra đại pháp, không tin nổi. Tại vì biết bao nhiêu cái phiền não, cái nghiệp tập, cái buồn thương, cái giận ghét, cái nhớ nhung, cái hoài hận của mình nó còn đầy ở nơi tâm, mà kêu mình ngộ tánh, sao mình ngộ được. Giống như bây giờ mình đứng trước biển, mình nói là cái biển mà sóng gió ba đào, mình sao nhận tánh được? Tại do mình nhận lầm tánh, mình cứ nghĩ tánh là yên tịnh. Chứ nếu mình nghĩ, mình hiểu được cái tánh của nước là ước rồi thì sao? Dùng xài thoải mái. À, đâu có ngại sóng gió ba đào đâu, đâu có ngại nước đục, nước trong, nước nóng, nước lạnh gì đâu. Chúng ta cần xài nước kiểu nào liền có nước kiểu đó cho mình xài, mà mình không ngần ngại. Nước đục thì mình lắng một chút cho nó trong, nước nóng thì mình để một chút cho nó nguội, nước lạnh mình nấu một chút cho nó nóng, vậy thôi. Và chúng ta muốn tắm rửa cũng được, chúng ta muốn uống ăn cũng được, chúng ta muốn bơi lội cũng được, chúng ta muốn tưới tiêu cũng được. Tất cả những cái gì của nước chúng ta đều được dùng xài. Giống như mọi người đang đầy những nghiệp tập phiền não này, nếu chúng ta nhận được cái tánh mình là biết và chúng ta sống trên cái biết đó thì chúng ta có thể xài được tất cả những cái tâm thức đang có trong đầu của mình, không ngần ngại và không bao giờ lầm lẫn nữa. Thì vậy gọi là một phen chúng ta phá được trần tướng. Chứ không phải phá được trần tướng là chúng ta phá từng vọng niệm mà trừ từng cái ý nghĩ xấu, ý nghĩ tốt, ý nghĩ phải, ý nghĩ quấy, là chúng ta trừ khử hết để cho tâm mình được yên tịnh. Tâm mình càng yên tịnh chừng nào tức là mình phá cái trần tướng nhiều chừng đó. Đó là một cái sự hiểu lầm. Và chỗ này Đức Phật không muốn chỉ chúng ta đâu. Đức Phật chưa bao giờ muốn dạy chúng ta làm điều này. Đó, cho nên là khi mà nói tới cái chuyện phá trần tướng, chúng ta phải hiểu được cái ý của Đức Phật muốn nói ở đây là như vậy. Tức là một phen chúng ta phải nhận ra được cái tri của chính mình. Khi nhận được cái tri của chính mình rồi á, thì là mình lúc nào cũng sao? Cũng đang tri. Mình không có rời cái tri được đâu. Bây giờ cho quý vị không nhận, quý vị cũng đang tri. Đây là cái sự thật mà chúng ta có chối bỏ, có chạy trốn, có từ chối, mà nó cũng vẫn luôn hiện hữu. Quý vị muốn không tri cũng không được. Ai ngồi đây muốn không tri cũng không được. Quý vị muốn một khoảnh khắc mình mất đi cái tri cũng không được. Cho nên những cái lối lý luận khác á, thường hay dạy chúng ta, khiến cho chúng ta bị mù mờ á. Là sao? Sanh tử nhiều kiếp rồi, phải không? Chúng ta đã sanh tử, sanh đi lộn lại nhiều ngàn đời, nhiều ngàn kiếp rồi, bị vô minh che chắn rồi. Xin thưa, vô minh chưa từng che miếng nào về tự tánh, và không có cách nào mà vô minh có thể che được. Tự tánh luôn luôn sáng suốt, nhiệm màu không hề bị khuất lấp. Vẫn tinh anh, vẫn sáng suốt, vẫn nhiệm màu, vẫn toàn tri ở ngay tại đây. Và không bao giờ cái chuyện đó có thể thay đổi được với thời gian và không gian. Đố ai có thể làm cho cái tri này biến mất trong một khoảnh khắc? Không làm được. Thật ra dù là chúng ta ở cõi nào, tri đó vẫn đang tri. Ở cõi người nó cũng đang tri.
Lúc mà chúng ta giác ngộ nó cũng tri như vậy, mà lúc mà chúng ta lầm mê cái tri nó cũng đang tri như vậy. Có một cái là chúng ta nhận được cái tri để sống bằng cái tri, hay là chúng ta mê ý niệm mà thôi. Khác nhau ở cái chỗ là chúng ta đang đeo theo những cái ý niệm sanh diệt. Chúng ta mê cái đó mà chúng ta quên đi cái kia. Tạm thời chúng ta quên chứ cái kia vẫn hiện đó. Giống như bây giờ chúng ta là ở đây có những bậc làm cha làm mẹ sanh ra được đứa con, nuôi nó lớn đã rồi nó mê một cái chuyện gì đó, nó bỏ nhà bỏ cửa quên cha quên mẹ. Phải không? Nó tại nó quên thôi chứ không phải là cha mẹ nó chết nó đeo theo cái chuyện vui đâu. Cha mẹ vẫn còn nguyên đó nhưng mà tại nó mê chơi. Thì mình cũng vậy, cái tự tánh luôn luôn hiện hữu nhưng mình mê vọng tình. Vậy thôi, mình đang đeo bám vọng tình. Mình chưa chịu buông bỏ vọng tình. Chứ không phải là tự tánh chúng ta bị vọng tình che lấp. Chúng ta nên nói lại điều này. Từ xưa giờ những lối lý luận của Phật Pháp, có một số vị cũng như là có một số sách vở viết khiến cho một số Phật tử chúng ta bị hiểu lầm. Chúng tôi khẳng định lại là tự tánh chưa từng mờ, chưa từng bị lu mờ, một khoảnh khắc nhỏ cũng không thể có. Thực sự tự tánh mà có một cái gì mà bị mờ cái là cái đó không phải là tự tánh. Không phải. Thật ra cái lúc mà chúng ta tu, chúng ta nói là cái lúc mình tỉnh giác, cái lúc mình không tỉnh giác, cái lúc mình bất giác này nọ kia, đó chỉ là những cái ở trong cái tầng của tâm thức. Cái dao động thay đổi tới lui được là thuộc về tâm thức. Còn cái mà không thể thay đổi được, không thể thêm được, không thể bớt được thì đó mới là tánh. Mà từ xưa giờ có ai thay đổi được cái biết không? Không có ông trời nào xuống đây mà thay đổi được cái đang biết của chính mình cả. Mà cái biết của mình nó không phải biết đơn giản đang ngồi đây lắng nghe âm thanh không. Không phải là một cái hội chúng ta đang lắng nghe một người nói. Dù chúng ta có cố gắng lắng nghe, chúng ta không muốn nghe âm thanh khác thì cũng vẫn bị nghe. Vẫn bị biết. Chúng ta không muốn biết thì cái biết chúng ta nó cũng bị biết, nó đang biết. Và không làm sao ngăn trở được cái biết này của chính mình. Biết đó là tánh. Biết đó là tánh. Thì bây giờ ai mà khôn khéo một chút, ai mà có trí tuệ một chút thì nhận cái biết này lẹ lẹ đi cho đỡ cực. Còn chúng ta mê theo vọng tâm, mê theo vọng tình một thời gian nữa thì chúng ta càng cực thêm thôi. Chúng ta cực khổ với những cái vọng tình mà mình sanh ra. Chúng ta cực khổ với những cái mà mình sanh ra đó. Giống như bây giờ mình sanh nhiều con quá, con hư thì mình phải chịu khổ thôi. Phải không? Chỉ vậy thôi, đơn giản là chúng ta khổ vì cái mà mình đang sanh ra. Mình đang mê, mình đang cho nó là thật, cho nó là đúng, cho nó là sai, cho nó là hay, cho nó là dở. Chúng ta đang mê cái này. Chứ nếu như bây giờ chúng ta không mê đeo theo cái này, mà chúng ta nhận được cái tri để chúng ta là cái người tri, chứ không phải là những cái buồn thương giận ghét này nữa, thì tất cả những trần tướng tự động tan biến. Chứ không phải là chúng ta phá từng vọng niệm. Không có giật cái trừ cái buồn, không có trừ cái vui, không có trừ cái thương, không có trừ cái ghét, không cần động tới nó nữa. Mà tự động tan biến. Nếu chúng ta một lần nhận biết được cái toàn tri này của chính mình. Đó, thành ra là cái chuyện phá trần tướng là như vậy. Chứ không phải là hơn thua từng vọng niệm, không phải là phá vỡ tất cả những cái pháp thế gian này. Hoàn toàn một người ngộ đạo là tất cả pháp giới mười phương này còn nguyên vị của nó. Cho nên á, tu nếu mà ai phá được cái gì đó thì xin thưa là chúng ta đang lầm mình, đang tưởng tượng rằng mình có làm một cái chuyện mà không khơi khơi lấy tay đánh giữa hư không mà nghe tiếng nổ gì đó. Đó là một cái tưởng tượng. Chứ chúng ta không thể phá được cái gì cả. Và sự thật rằng tất cả cái pháp trên thế gian này chưa từng bị sanh diệt. Đó là một sự thật. Nếu chúng ta thấy có một pháp nào mà bị sanh rồi, có một pháp nào bị diệt đi, có cái pháp nào nó có ra và mình có khả năng dứt trừ nó được, thì chúng ta đang hiểu lầm. Đang hiểu lầm. Không có pháp nào mình có thể hủy hoại nó được cả. Không có trần tướng nào chúng ta có thể hủy hoại nó được cả. Nói ví dụ như bây giờ chúng ta lý luận theo kiểu thế gian là nó không hủy hoại được, chứ cái bông này mới mốt nó héo thì sao? Bông giờ tươi này mốt nó nở nó héo kìa. Hủy hoại không? Cái thân của tôi trẻ mốt nó già nó chết đi nè, hủy hoại không? Trần tướng tan biến không? Có tan biến không? Có thay đổi không? Có sanh diệt không?
có không? Thế cái mà học Phật Pháp mà chúng ta hiểu theo cái kiểu đó đó, hiểu theo cái tướng có, tướng không, tướng sanh, tướng diệt, tướng phải, tướng quấy, tướng hay, tướng dở đó đó, là chúng ta đang còn cái gì? Đang mê đắm theo vọng tình của chính mình, chứ mình không có chịu ở cái chỗ toàn ti để mình soi thấu trần tướng. Một sự phá vỡ nó giống như là, cái từ mình dùng từ là giống như một cái sự soi thấu thực sự. Chúng ta xuyên suốt pháp giới mười phương này một lần, chúng ta thấu hiểu, tương thông với pháp giới mười phương này một lần, thì lúc đó mình có thể thông cảm được cái câu nói của Đức Phật ở đây là phá vỡ được trần tướng, phá vỡ thật sự trong cái cõi giới này. Rồi mà cái người học Phật chúng ta phải hiểu được cái công phu á, nếu mà thực sự là công phu đúng giáo của Đại Thừa, thì chúng ta phải hiểu phá trần tướng theo kiểu đó. Còn nếu mà mình muốn thiền định theo cái kiểu khác, thì chúng ta có thể là ngồi lại rồi cái nhắm mắt rồi chờ vọng niệm khởi lên rồi biết, chờ vọng niệm khởi lên rồi biết, rồi diệt từng vọng, từng vọng, từng vọng, từng vọng, từng vọng vậy á, rồi để chuẩn bị để tiếp tục sanh đời mới nữa và tiếp tục làm điều đó nữa, và cứ chuẩn bị dài 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 ngàn kiếp sau chúng ta sẽ ra đời làm tiếp tục, vẫn là nguyên đó chứ không thể thay đổi được gì. Cho nên cái chính là chúng ta có thể thay đổi một cách toàn triệt cái thấy của chúng ta trong cuộc đời này bằng cái thấy biết phá vỡ tầng tướng như nãy giờ mình nói. Tức là chúng ta phải nhận ra được cái toàn tri. Và khi chúng ta nhận được cái toàn tri rồi, thì tất cả những cái ở trong cái toàn tri đều được chúng ta biết một lần. Tất cả những cái trần tướng đều được cái toàn tri soi sáng một lần, thì tất cả những cái trần tướng đều biến thành toàn tri, là toàn pháp giới này là toàn tri. Thì lúc đó chúng ta xong việc. Hay làm sao mà nó hợp với cái pháp giới tánh đó mới là xong. Đó là cái cách mà phá ở trong kinh điển Đại Thừa, gọi là phá trần tướng. Chắc là ngày hôm nay chúng ta sẽ ngưng cái buổi nói chuyện ở đây. Thì chúng tôi rất mong là trong đại chúng mà đã có theo dõi những bản kinh Lăng Nghiêm từ trước đến giờ, thì quý vị sẽ là những người mà biết cách phá được trần tướng một lần trong đời này ha. Để quý vị hòa nhập trong cái toàn tri thực sự, thì tất cả những cái trần gian, một lần chúng ta hòa nhập trong cái toàn tri là tất cả trần gian đều biến thành toàn tri chứ không phải là mất. Còn nguyên đó nhưng mà nó là toàn tri rồi. Còn nguyên tất cả những hình sắc này là, nhưng mà đó là đạo tràng rồi. Thì vậy là bất kỳ nơi nào, chốn nào trong pháp giới mười phương này cũng đều là đạo tràng thanh tịnh, cũng đều là Phật giới thanh tịnh, nhiễm màu sáng suốt cả. Chỗ chỗ nơi nơi là đạo tràng của chính mình. Thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Rất mong đại chúng chúng ta sớm được điều này, không? Sớm được điều này để chúng ta có được cái đời sống thực sự đúng với chánh pháp của chư Phật. Chứ còn chúng ta học đạo mà điều này không xảy ra với chính mình thì rất là uổng phí cái cuộc đời còn lại của mình. Nên là chúng ta rất mong rằng người nào mà chưa được nhận biết điều này thì mong rằng quý vị nên phát cái tâm thiết tha cầu mong để chúng ta biết được. Phát tâm phát nguyện trước chư Phật mười phương, trước Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là quyết định trong đời này con sẽ hòa nhập trong pháp giới tánh toàn tri này, để con sẽ đền ơn chư Phật, làm lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài để đền ơn chư Phật. Đó là cái điều mà chúng tôi rất là mong. Thì chúng ta sẽ ngưng cái buổi nói chuyện ở đây. Trong thời gian còn lại á, thì có ai có thắc mắc chúng ta sẽ trả lời. Có gì nữa có thắc mắc không? Cái gì có thắc mắc gì không? Nếu không có chúng ta nghỉ ha. Có mời quý vị chắp tay hồi hướng chúng ta nghỉ. Chúng sinh vô biên thề nguyện độ phiền. Tu như lai
phụng sự Phật đạo vô thường thể nguyện thành. Rồi quý vị nghĩ. Pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha khuyên thuộc gần xa.